thanh niên này không cần bị xe tải tông mà chỉ cần dụi mắt cái ruột đã isekai miệng rồi thế có ảo không cơ chứ subaru đang trong cơn phê sẽ là chú thể pháp thuật của thế giới này thì bị đời và lật mặt ngay anh chẳng có kỹ năng đặc biệt nào không đọc được chữ không có tiền còn bị mấy ả nhân thú vả cho đau điếng anh tức giận đi vào một con hẻm nhỏ trừ rủa tổ tông đứa nào triệu hồi mình đến đây mà không bút cho tí sức mạnh nào hiện tại trên người anh chỉ có mỗi con nokia gầy cùng ít đồ ăn mới mua từ siêu thị đột nhiên có mấy thằng nghiện từ đâu đi tới bắt subaru giao hết tiền bạc ra may là ở trái đất anh cũng học được vài món võ nên dễ dàng bán hành cho bọn chúng cho đến khi tên tóc trắng rút ra hai cây đoàn đao ra quả này đen thôi đỏ về đất mẹ rồi subaru đành chịu nhục quỳ xuống xin tha kết quả là vẫn bị ba tên cướp dẫm đạp dưới chân đúng lúc này một cô gái tóc bạch kim đi ngang qua cô ấy đang đuổi theo người đã trộm huy hiệu của mình nhưng vẫn cố tình nán lại để giúp đỡ chàng trai xấu số nhìn thấy cô ấy là người sử dụng tinh linh nên bọn cướp vội vã chuẩn đi subaru muốn đứng dậy cảm ơn cô nhưng liền ngất lịm đi khi tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm trên một đôi chân rậm lông thế quái nào cô gái xinh đẹp kia lại nhiều lông thế nhỉ nhìn lên trên thanh niên mới phát hiện mình đang nằm trên chân một con mào để đền ơn cô gái subaru quyết định sẽ giúp cô tìm kẻ trộm vì anh đã thấy cô ta chạy qua con hẻm lúc nãy anh giới thiệu mình là subaru thiếu niên đẹp trai và thông minh vô đối nhưng nhìn mặt cô gái kiểu xạo lở không có gì vui chúng ta không nên xạo lở cô chúng cho anh biết mình tên là satella và tinh tinh này là park mặc dù subaru đã vẽ mặt tên trộm đi dơ dao nhưng cả bọn đi nửa ngày rồi mà vẫn không thấy tăm hơi cô ta đâu đã thế Satella còn nán lại để giúp một bé gái lạc đường. Subaru cảm thấy người tốt như cô sẽ lãng phí cuộc đời mình, làm người ích kỷ một chút mới dễ sống. Nhưng miệng thì nói vậy, anh chàng vẫn làm ảo thuật làm cô bé bớt sợ hãi sau đó đưa em về với mẹ. Xong rồi anh đề nghị họ nên đổi chiến thuật tìm người, nên điều tra manh mối từ hiện trường đầu tiên mới đúng. Họ đi đến cửa tiệm bán táo nơi Satella bị trộm. Ông chủ vẫn giữ dằn như hồi đầu, ông không muốn tốn thời gian với kẻ không có tiền. Subaru tự tin nói rằng bây giờ mình đã thay đổi rồi đánh mắt về phía Satella. Nào ngờ con mẻ cũng đéo có tiền nốt. Lúc này cô bé đi lạc lúc nãy đột nhiên chạy tới, thì ra ẻm là con gái ông chủ tiệm, ông chú hỏi vợ mình sao lại quen hai đứa vô sản này. Sau khi biết được họ đã cứu con gái mình liền lúng túng xin lỗi, ông chú cũng nói cho họ danh tính của tên trộm, cô ta là phép, người rất nổi tiếng ở khu ổ chuột, thế là hai đứa lại cùng nhau đến khu ổ chuột. Nơi đây tồi tàn và u ám khủng khiếp, họ muốn hỏi người dân tung tích của phép nhưng nhìn họ đều rất hung hăng. Lúc này bác cũng đã mệt lả, cậu ấy chỉ giữ được thân thể vật lý dễ thương này từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối, sau đó quay về hòn đá đã triệu hồi mình nghe như công chức nhà nước ấy nhỉ satella bảo park yên tâm vì mình cũng có thể sử dụng phép thuật tự vệ mà trời đã dầm tối nhưng họ vẫn chưa tìm được tên trộm satella quyết định nhờ sự trợ giúp của các tiểu tinh linh subaru nhìn cô ấy được vây quanh bởi những đốm sáng càng cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp các tinh linh đã chỉ cho họ tới một cửa tiệm cầm đồ satella than thở không ngờ có ngày mình phải dùng tiền của mình để trộm đồ của mình để đề phòng bên trong có nguy hiểm subaru đề nghị mình sẽ vào thăm dò trước được thôi nhưng tôi không có tiền trả cho đằng đó đâu nhá ủa gì vậy bà nội người ta chỉ muốn lấy le với gái thôi mà miễn là sau vụ thầy Sato đi chơi với anh là được rồi, bước vào cửa tiệm. Subaru bị tráng ngập bởi số lượng phong phú đồ bị trộm, có Anna Bella nữa đây này. Đột nhiên anh nhìn thấy ông chủ tiệm đã chết thảm trong vũng máu, thanh niên sợ vỡ mật định chạy ra khỏi đây thì bị ai đó đâm vào bụng. Thì ra đây là tích canh người ư, nghe thấy tiếng hét trong nhà Satella vội chạy vào nhà. Subaru hấp hối kêu cô chạy mau đi nhưng đã muộn, Emilia đã bị giết ngay trước mắt anh. Khi tỉnh lại Subaru cứ ngỡ mình đã xuống địa ngục nhưng kỳ diệu thay anh lại đứng trước cửa hàng bán táo như lần đầu đến thế giới này ông chủ tiệm lại đuổi anh như ngày trước vào hẻm thì lại gặp ba tên cướp subaru nhanh chóng đấm vỡ mùng thằng tóc trắng cầm dao rồi bón hành nốt cho hai thằng còn lại giờ thì anh biết kỹ năng của mình là gì rồi đó là sau khi chết đi có thể quay ngược thời gian cuối cùng cũng có kỹ năng báo vừa lờ mà cách kích hoạt bẩn bừa quá subaru vội vã chạy đến tiệm cầm đồ ở khu ổ chuột ông chủ tiệm vạm vỡ ra mở cửa chính là người bị giết ở đây hôm qua ông ta vẫn còn sống hai người vào trong quán trò chuyện ông già bom tuy nghiện rượu nhưng cũng tốt ra phết Subaru còn cho ông ăn thử khoai tây trên làm ổng mờ -E mê -E luôn. Bom nói rằng ở đây không có cái huy hiệu khảm ngọc cậu cần nhưng lát nữa sẽ có người đem nhiều đồ tốt đến đây. Người đó không ai khác chính là Fed. Subaru ngồi đợi ở cửa đến khi trời thầm tối mới gặp được cô ta. Quả nhiên Fed đã lấy ngay chiếc huy hiệu khoe với ông Bom. Thấy Subaru có hứng thú với nó cô nói rằng họ có thể giao dịch. Subaru lấy chiếc điện thoại ra và nổ rằng đây là dụng cụ pháp thuật có thể lưu giữ hình ảnh và thời gian. Nói rồi chụp thanh tách cho hai ông cháu mấy cái ảnh. Hai người họ rất trầm trồ. Ông Bon nói rằng đây có thể là cái Metia đang được phát triển ở thủ đô. Cái này quý lắm giá không dưới 20 đồng tiền thánh động. Subaru mở cơ trong bụng quả này ăn chặt rồi. Nhưng Phết lại nói rằng phải đợi người giao dịch thứ hai đến để cạnh tranh đã. Đó cũng chính là người thuê cô ăn trộm chiếc huy hiệu này. Vừa nói tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới ngay. Đó là một cô gái quyến rũ với mái tóc màu tím tên là Elsa. Cô ta lấy ra 20 đồng tiền thánh đặt lên bàn làm phép mắt sáng như đèn pha ô tô. Nhưng ông Bom lại phán rằng cái Metia của Subaru đáng giá hơn 20 đồng tiền kia vậy thì phần thắng nghiêng về phía thanh niên này cô gái cũng chấp nhận cuộc phân xử này nhưng cô có một thắc mắc subaru sẽ làm gì với chiếc huy hiệu này anh liền thật thà nói rằng mình sẽ tìm lại chủ nhân của nó và trả cho cô ấy nghe vậy elsa liền thay đổi thái độ phép vội đẩy subaru ra một bên chỉ một chút nữa thôi anh đã bị cô gái kia xẻ bụng rồi cô ta cầm cây dựa trên tay cười nham hiểm ông bom thấy vậy liền cầm chiếc chùi khổng lồ tấn công elsa nhưng cô à quá nhanh nhẹn với một người khổng lồ như ông chỉ một đòn ông bom đã mất đi cánh tay rồi bị đâm chết Phát tức giận xông lên muốn trả thù cho ông bom cũng bị trẻ làm đôi. Subaru ngồi trên sàn nhà sợ hãi trước cảnh tượng ấy. Elsa chê anh thật hèn nhát, không có năng lực chiến đấu cũng lọng khọng. Subaru liều mình dùng đòn võ quen của mình đấm thật mình vào người cô ta. Nhưng khi nhìn xuống bụng mình thì nó đã thủng một lỗ. Mẹ ơi sợ quá. Trước khi lịn đi anh còn thấy cô ta moi ruột mình và khen chúng dễ thương. Khi mở mắt ra Subaru lại thấy mình đứng trước hàng táo một lần nữa. Thời gian lại lắp lại rồi. Thấy cô gái tóc bạch kim đi qua anh gọi thật to tên Satella mọi người trên phố đều ngạc nhiên khi nghe cái tên đó. cô gái cũng rất tức giận khi nghe anh gọi như vậy. đó là tên của phù thủy ganh tị bị cả vương quốc nguyền rùa. ơi nhưng mà chính cô đã nói rằng cô tên Satella cơ mà. mày nhầm rồi tên chị là Emilia nhớ chưa? lúc này Subaru cũng đã phát hiện ra phép. nhóc con đó lại ăn cắp chiếc huy hiệu và chạy mất. báo hại cậu bị Emilia hiểu nhầm mình là đồng bọn của cô ta. thanh niên vội vã đuổi theo thì lại gặp ba thằng cướp. vãi lờ bố chán mặt tội mày lắm rồi tránh ra đi cho người ta đi công chuyện. nhưng vừa đi được hai bước Subaru đã ngã xuống tên tóc trắng đã vô tình dùng dao đâm vào bụng anh lần này ông cháu còn chưa đi được nửa cái cốt chuyện đã đai rồi thanh niên lại quay lại của hàng táo quen thuộc anh quyết định sẽ đi bán cái điện thoại rồi tận hưởng cuộc sống giàu sang kẻ ác thì sống thành thơi làm người tốt làm gì lại thiệt thân nhưng anh lại nghĩ đến sự tử tế của emilia cô ấy đã giúp đỡ anh khi mình cũng gặp nạn hơn nữa nếu không làm gì cả cô gái đó sẽ chết sống lại tận ba lần nên subaru biết rằng chỉ cần lấy lại chiếc huy hiệu từ phép trước khi cô trước khi đến cửa tiệm cầm đồ là tất cả sẽ được cứu trên đường đến khu ổ chuột lại gặp ba thằng cướp Ông tác giả làm ơn loại tội này ra khỏi cốt truyện được khung, giúp kinh nghiệm từ những lần trước Subaru biết tội này rất sợ vệ binh nên đã hét lớn. Chú cảnh sát ơi bớ người ta hiếp răm, chúng mày đang sờ vào chỗ nào vậy lũ khốn. Nhưng lan nửa ngay trời vẫn không thấy ai đến, bọn cướp chỉ bị dọa dạ rất một hột mồ hôi rồi rút dao ra, đột nhiên có cảnh vệ đến thật. Bọn chúng nhìn người đàn ông tóc tỏ và thanh kiếm có vết của vút rồng liền đoán được đây là đội trưởng Hoàng gia Gen Hát, cả bỏ bỏ chạy mất dép. Subaru vô cùng cảnh kích chàng trai, người gì đâu vừa đẹp trai nói chuyện lại dễ nghe cách nói chuyện của anh ta làm subaru có cảm giác như bạn bè trước khi đi subaru nhờ gen hát nếu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tóc bạch kim hãy dặn cô ấy đừng đi tới tiệm cầm đồ ở khu ổ chuột vì tôi sẽ mang món đồ cô ấy tìm đến cho sau đó bỏ đi anh hỏi thẳng người dân nhà của fed và chạy đến đó do vội vàng subaru đã đụng chúng ai đó anh định xin lỗi thì hoảng hốt khi phát hiện ra đó là elsa cậu cố gắng tỏ ra thật bình thường nhưng cảnh tượng cô ta giết người cứ chậm chậm hiện ra elsa cũng biết được người này đang sợ hãi và có thù địch với mình ả à, có thể dễ dàng nhận ra qua mùi của Subaru. Mặc dù rất tò mò nhưng bây giờ ả à, có việc quan trọng hơn nên Subaru thoát được một kiếp. Thanh niên ba chân bốn cẳng chạy tới nhà Fed. Ngôi nhà này mà cho người giống sao, thấp bé và có mùi hôi thôi nữa. Thấy người lạ nhòm ngó nhà mình Fed liền rút dao ra tấn công. Cô dùng dao chém lia lia vừa hỏi Subaru có mục đích gì, thì mày phải thôi chém thì anh mới nói được chứ. Mất công tới đây cứu em nó mà tí thành thịt băm luôn rồi. Mãi đến khi Subaru nói rằng mình đến đây giao dịch Fed mới dừng lại. Nếu là khách hàng thì cô luôn chào đón. Subaru lấy điện thoại ra và nói rằng nó là một mê tía quý hiếm đáng giá hơn 20 đồng bạc thánh. Anh muốn mua lại huy hiệu cô vừa trông được. Nhìn Subaru có vẻ không nói dối nhưng phép cẫn nửa tín nửa ngờ. Cô muốn tới tiệm cầm đồ của ông Bon để thầm món hàng trước khi quyết định. Subaru thất vọng, quả nhiên vẫn phải tới nơi đó. Sau khi ông Bon xác nhận giá trị của cái điện thoại, anh vui vẻ bảo phép mau giao chiếc huy hiệu ra. Chẳng nhẽ cô muốn bỏ qua món hời này sao? Nhưng nhìn thái độ vội vã của Subaru phép liền sinh nghi pháp như vậy chắc chắn chiếc huy hiệu có giá trị hơn 20 đồng bạc thánh nhiều vẫn nên đợi người kia đến vừa dứt lời cánh cửa đã chậm chậm mở ra quả này toang rồi elsa sẽ mổ bụng từng đứa lấy lòng đem xào xưa mất nhưng bất ngờ thay người mở cửa không phải cô ta mà lại là emilia không ngờ cô ấy lại tới được đây thấy emilia phép liền hoảng hốt muốn bỏ chạy emilia dùng pháp thuật tinh thạch đe dọa phép phải trả lại huy hiệu của mình subaru cũng khuyên nhủ nhúc con đó để vật về chủ cũ emilia rất bất ngờ vì cô tưởng subaru là bạn của kẻ trộm cơ đột nhiên Subaru thấy bóng Elsa thấp thoáng liền hét lên với Emilia cẩn thận. Như vậy mà bác đã kịp chắn sau lưng cho cô. Elsa phàn nàn đúng là vô dụng, dù sao cũng là đứa từ phố nghèo nên không trích được. Thấy Emilia cũng ở đây nên à quyết định thay đổi kế hoạch, giết sạch những người có mặt tại đây. Thấy nhóc phép bị người khác chửi như vậy, Subaru liền phản bác rằng nhóc ấy vẫn luôn cố gắng vì tương lai tốt đẹp hơn còn hơn đứa giết người không ghê tay như cô. Cuộc trò chuyện này cũng là cách để anh kéo dài thời gian cho bác thi triển phép thuật. Những viên tinh thạch sắc nhọn lao về phía Elsa như vũ bão nhưng cô ta vẫn rất nhanh nhẹn né được bác kêu hạo tiếp tục phóng tên đến khi cô ta thấm mệt thì thôi mà có vẻ elsa là dân chuyên nên sức chiến rất bền bỉ đến năm giờ bác sẽ không giữ được hình dạng vật lý nên cậu đành dùng tuyệt chưa chúc ngủ ngông của mình dòng tinh thạch khổng lồ hướng về phía elsa tạo nên tiếng ngủ lớn cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng khi lớp khói tan đi cô ta vẫn đứng vững và bình tĩnh nở nụ cười trước khi bác biến mất cậu dặn emilia cẩn thận nếu có chuyện gì thì hãy dùng hết mana triệu hồi cậu emilia nói rằng mình có thể tự xử lý nói rồi cô bị chém mệt luôn nên ta nói gái sớm ăn lờ, chỉ dùng phép thuật phòng thủ thôi mà đã choáng váng rồi, bị đá một cú vào tủ rượu liền ngất đi, ba người còn lại lúc này cũng phải hành động. Ông mong dùng cây trì tấn công nhưng cũng như mấy lần trước, ông cũng không phải đối thủ của Elsa. Hà Định xin nhảy cánh tay ông giả nhưng lần này phép đã cứu ông một màn, cô ta tức giận chầm chậm đi về phía nhóc phép. Subaru tuyệt vọng muốn quay ngược thời gian một lần nữa nhưng ký ức đau đớn khi chết khiến anh không làm vậy được. Thấy nhóc con sắp bị chém, Subaru không nghĩ nữa mà xông lên đẩy cô bé ra. Emilia cũng đã tỉnh lại phóng tinh thạch về phía Elsa, nhân cơ hội hai người kia tiếp tục chiến đấu. Subaru thúc giục phép mau chạy khỏi đây. Cô bé chỉ mới 15 tuổi còn anh tận 18 tuổi, người lớn chất thay người nhỏ mới đúng. Phép đau lòng không muốn đi nhưng cũng bị ép chạy trốn. Subaru dùng hết võ mèo của mình để chiến với con mụ này một lần cho biết, nhưng những lát cắt của cô ta đã làm anh bị thương cả người. Emilia cũng không thể yểm trợ trong cự ly gần. Cô còn một tuyệt chiêu cuối nhưng nếu dùng thì nó sẽ tự hủy tất cả mọi người ở đây. Bên này Subaru đã bị Elsa bắt được tí thì tạm biệt cái chân thì trần nhà sập xuống là gen hát đã đến trợ giúp cho họ thì ra trên đường chạy trốn phép đã gào khóc xin ai đó mau cứu người tình cờ cô gặp được gen hát nên dẫn anh tới đây gen hát nhìn elsa một lượt mái tóc tím và thanh đao đặc biệt chỉ có ở phương bắc chắc hẳn ngươi là kẻ có biệt danh kẻ săn bụng nổi tiếng ở vương đô elsa cũng nhận ra gen hát là đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia trận chiến lần này của cô ta sẽ thú vị lắm đây gen hát nhờ subaru và emilia mau chữa trị cho người bị thương còn săn quái vật thì là nghề của anh rồi quả nhiên gen hát mạnh khủng khiếp dậm chân một cái đã tạo ra kết giới đánh bay Elsa. Cô ta khen anh mạnh hơn trong lời đồn, nhưng mà không dùng thanh kiếm trên thắt lưng là đang coi thường cô ta sao? Gen Hát chỉ cười đáp, với cô thì thanh kiếm gẻ này là đủ rồi. Anh dùng kiếm ký của gia tộc Atea tạo thành dòng mana chói sáng bao quanh, vung kiếm một cái thì ngôi nhà đã vỡ tung, các ngôi nhà phía trước cũng bị phá hủy hoàn toàn. Subaru méo mặt, cái gì mà săn quái chuyên nghiệp, chú mày mới đúng là quái vật. Sau vụ việc lần này Emilia rất có hảo cảm với Subaru, cô cũng chấp nhận tha thứ cho kẻ ăn trộm huy hiệu của mình đột nhiên Elsa từ trong đống đổ nát chui ra, con mẹ này sống dài vãi. May là Subaru đã kịp dùng chiếc chì và thân mình chắn cho Emilia, ả à cũng mang cơ thể bị trốn ngay sau đó. Hú hồn hú vía may là anh đã dự đoán ả sẽ tấn công vào bụng nên chắn kịp, ơ nhưng mà khoan, nhìn lại xuống bụng thì nó đang rách ra. Thanh niên liền gục tại chỗ, nhờ có ông bà gánh còng lưng mà thanh niên mở mắt ra không thấy hàng táo nữa mà là một căn biệt thự xa hoa. Anh liền đi thám hiểm lâu đài để tìm những người sống ở đây, người đầu tiên Subaru gặp chính là Betty, một tinh linh hình người, trông cô bé nhỏ nhỏ như này thôi thứ người ta hơn 400 tuổi rồi, Lặng thằng cu ăn nói mất dạy quá nên chị cho đó giật điên đảo luôn. Subaru tỉnh lại đã thấy mình được đưa về phòng, bên cạnh còn có hai bé hầu gái sinh vãi trưởng. Cô chị tóc hồng làm giam, cô em tóc xanh dương là gem, người cuối cùng cũng là người quan trọng nhất anh cần biết ở đây chính là do a Chủ lâu đài và toàn bộ lãnh địa xung quanh, sau đó tất cả mọi người đều ngồi lên bàn ăn và trò chuyện. Subaru đã hỏi tất cả thông tin ở đây, đồng thời thông qua cuộc trò chuyện này anh cũng biết rằng Emilia thực ra lại là một trong những ứng cử viên hợp lệ cho ngài vàng còn chiếc huy hiệu suýt bị đánh cắp của cô tượng trưng cho điều đó do a là quý tộc đứng đằng sau ủng hộ cho cô để hậu tạ ơn cứu mạng của subaru do a quyết định sẽ thực hiện một điều ước của cậu nghe vậy subaru liền bày ra bộ mặt nguy hiểm nhưng vẫn đậm chất ngu và việc anh muốn bây giờ chính là trở thành quản gia cho lâu đài bước đầu tiên cho công việc mới là một bộ đồ mới nhưng với thân hình của subaru dưới mét bảy thì đồng phục quản gia không vừa với anh gen quyết định sẽ may cho anh buộc khác vậy kế tiếp là những tình tiết nhẹ nhàng yên bình như mấy chuyện kinh khủng mấy tập trước chưa từng xảy ra Subaru muốn thể hiện mình là một quản gia tài ba với hai em hầu nhưng ngay lập tức bị choáng ngợp bởi 7749 công việc trong dinh thự. Cuộc sống học việc của tân quản gia và hai cô hầu gái khá thú vị. Cậu cũng đã làm quen được với Betty, người lần trước đã đánh mình. Cô là thủ thư của lâu đài có nhiệm vụ bảo vệ những cuốn sách quý. Subaru cũng nhanh chóng hòa hợp với người dân ở ngôi làng ngoài lãnh địa. Sau một ngày làm việc vất vả, thanh niên đã được nhận phần thưởng xứng đáng. Đó là cuộc hẹn đêm khuya với Emilia xinh đẹp. Emilia rất ngưỡng mộ Subaru vì sự nhiệt huyết của anh ấy. Anh cũng không đòi hỏi quá nhiều khi biết thân phận của cô. Subaru cảm thấy cuộc sống tươi đẹp của mình ở thế giới này mới bắt đầu. Nhưng đó là mày nghĩ thôi chứ tác giả thì đéo, kết thúc một ngày trôi qua đầy mỹ mãn. Subaru thoải mái chìm vào giấc ngủ, nhưng khi tỉnh lại thì liền nhận ra mình đã ngủ một giấc nghìn thu vì cả giam và gem cùng những người mới quen khác đều không nhận ra mình. Thời gian đã đảo ngược. Nhưng vấn đề ở đây là Subaru không biết tại sao mình lại đi gặp ông bà ông vải. Sau một hồi rằng con nội tâm anh quyết định bình tĩnh lại. Dù sao đã trải qua một lần nên anh chắc chắn sẽ vượt qua đêm đó. Dù sao thì mình cũng đã hứa với Emilia sẽ sắt cánh cùng cô ấy. Nhưng nếu mọi thứ đều lặp lại như suy nghĩ của nhân vật chính thì chúng ta sẽ không có phim để xem sau khi đề nghị Zoa cho mình làm quản gia. Subaru không được mặc đồ thử cũng không được giam dẫn đi tham quan dinh thự, đã thế vào phòng tắm còn gặp ông chủ Zoa. Ông ta nói rằng Subaru có việc gì khó khăn cứ nhờ hai chị em sinh đôi. Giam và Gem là cặp đôi rất hoàn hảo. Tối hôm đó Giam đã dạy Subaru đọc và viết. Không phải em tốt bụng đâu mà vì nếu thằng cha này không biết đọc viết thì mệt cho em lắm. Mà Giam mệt thì Gem cũng mệt. Sáng mai sẽ là ngày học nghề chính thức của quản gia. Gem mang bộ đồ mới đến cho Subaru làm anh rất cảm kích, nhưng mà anh thắc mắc hai chị em Gem chỉ có một kiểu quần áo thôi sao? Con gái xứng đáng với quần áo đẹp, anh chắc chắn cô sẽ rất dễ thương nếu mặc những bộ cánh khác. Gem không hiểu tại sao một người xa lạ như Subaru lại quan tâm đến mình, nhưng cô cảm thấy bộ đồ này rất thích hợp với nhiệm vụ của cô trong lâu đài. Sau ngày hôm đó, Gem cứ bất giác nhìn chằm chằm Subaru. Thấy em gái vậy ra mình đoán rằng quả đầu bẩn bựa của Subaru làm Gem rối mắt, Gem cũng gật đầu đồng ý. Nghe vậy cô liền em gái cứ tùy ý cắt tỉa cái đầu này, kiểu mái đan trường sẽ gặp với cậu lắm đấy. Với tay nghề của Gem thì Subaru sẽ đẹp trai như BTS ngay, nhưng khi Gem đến phòng tắm cô không có ý định cắt tóc cho anh, cô đến đây để xin lỗi anh vì những lời lỗ mãng mình đã nói. Dù là quản gia nhưng Subaru là ân nhân của Emilia, cấp bậc vẫn cao hơn cô. Subaru cười rơi rà nói rằng anh sẽ bỏ qua nếu được Gem chải tóc và khiến nó suôn mượt, thấy gương mặt lạnh lùng của Gem. Subaru cảm thán anh đã thả thính nhiều vậy mà cô ấy vẫn không nở lấy một nụ cười, nhưng kể từ đó Gem cũng trở nên hòa thuận hơn với anh hai người cùng tới ngôi làng ngoài lãnh địa mua đồ. Lũ trẻ trong làng rất yêu quý anh nhưng con chó thì không, nhìn thấy đồng hoa trong làng anh rất muốn dẫn Emilia tới đây để hẹn hò. Trên đường về Gem cứ luôn miệng khen ngợi chị gái, chị ấy tự tin và quyến rũ cái mà cô không bao giờ có. Nghe vậy Subaru đùa rằng Gem cuồng chị mình như một con quỷ cuồng tín. Thế anh có thích quỷ không? Gem hỏi, thế nào nhỉ chúa thì chẳng làm gì cả con quỷ sẽ cười thật to khi ta thất bại. Nghe vậy Gem liền nở một nụ cười hiếm hoi làm anh chàng ngơ ngác. Tối hôm ấy Subaru đã mời được Emilia đi hẹn hò ở Đồng Hoa. Nụ cười của nàng chính là động lực để anh sống sót qua đêm nay, nhưng dễ gì ăn được của cụ. Nửa đêm anh bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, nôn mửa như sắp chết, anh nhanh chóng chạy ra ngoài để nhờ cứu giúp. Chính lúc này ai đó đã đột ngột tấn công Subaru, lúc mở mắt ra anh đã thấy cánh tay phải lơ lửng trên trần nhà, bục một cú máu đã nhúng đỏ hành lang. Mở mắt ra Subaru lại thấy mình ở ngày đầu dinh thự, lần thứ hai này chết thảm hơn lần đầu nhưng Subaru đã có chút đầu mối. Một tên sát thủ nào đó đã trà trộn vào lô đài và tấn công, Đêm đó trước khi chết Subaru đã nghe thấy âm thanh của xích sắt. Đêm thứ tư sẽ là lúc hắn hành động. Nếu bây giờ kể cho mọi người ở đây thì có điên mới tin, thậm chí còn bị nghi ngờ. Vì vậy anh chỉ cần thu thập đủ thông tin để tìm ra hung thủ là có thể sống rồi. Lần thứ ba được đưa ra yêu cầu với gia chủ, Subaru liền mặt dày nói rằng mình muốn làm khách ở đây, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Nhìn mặt mọi người ở đây kiểu liêm sỉ thằng này treo lên ngọn cây rồi, nhưng kế hoạch này không suôn sẻ lắm vì anh không thể tiếp cận hai chị em hầu gái như lúc làm quản gia. Sinh gái mà khó tính thế, anh chàng lại tìm tới Betty để hỏi cô liệu có phép thuật nào khiến người ta suy yếu rồi chết đi như gây mê không. Dù không ưa Subaru lắm nhưng cô vẫn giải thích cho thanh niên mở mang tầm mắt, thuật đó không giống ma thuật mà giống lời nguyền hơn, những lời nguyền do các đạo sĩ thực hiện, nhưng có cách nhanh hơn lời nguyền đó là hút cạn mana, trong lâu đài này chỉ có Betty và Park có thể dùng được chiêu đó. Nghe vậy Subaru toát mồ hôi hột, có khi nào cô là người giết tôi không nhỉ? Rất tiếc là không, Betty muốn giết anh lúc nào chẳng được. Hơn nữa cô chính là người chứa khỏi cho anh cơ mà thế mà cu cậu không biết điều này còn nói cô không nên cướp công của Emilia. Betty liền khinh thường nói con gốc đó chưa đủ trình để chữa những vết thương gây thử vong đâu. À mà sao tao phải giải thích nhỉ? Cút mẹ mày đi. Chiều tối ram mang trà tới cho Subaru rồi thong thả ngồi lên giường uống luôn. Subaru lẩm bẩm con mẹ vẫn tự nhiên như rùi giống mọi khi nhỉ. Giam rất bất ngờ khi anh rất chăm chỉ học tập. Cô cứ nghĩ tên này chỉ là một tên ăn bám lấy danh làm khách chứ. Subaru rất vui vẻ khoe khoang mình đã đọc được câu chuyện cổ tích cô được. Có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ mang những câu chuyện ở quê hương viết thành sách ví dụ như cuốn quỷ đỏ khóc chẳng hạn, tên câu chuyện này làm giam thẫn thờ. Thấy vậy Subaru liền kể cho cô nghe, câu chuyện kể về đôi bạn thân quỷ đỏ và quỷ xanh. Quỷ đỏ rất thích con người nhưng luôn bị họ xa lánh ghét bỏ, vì vậy quỷ xanh đã nghĩ ra một kế giúp bạn, nó sẽ vào làng đập phá. Sau đó quỷ đỏ sẽ đến ngăn mình lại để chiếm được lòng tin của dân làng. Quả nhiên quỷ đỏ đã được làm bạn với người như mong muốn, nhưng kể từ đó người bạn quỷ xanh không còn xuất hiện nữa. Quỷ đỏ tìm đến nhà quỷ xanh trong rừng sâu, cửa nhà đóng chặt và có một bức thư gắn trên đó bức thư ghi rằng nếu quỷ đỏ ở bên quỷ xanh sẽ bị hiểu lầm là quỷ xấu vì vậy cậu ấy đã chọn cách ra đi để bảo vệ bạn mình giam cảm thấy quỷ đỏ quỷ xanh và cả dân làng đều là kẻ ngốc quỷ đỏ thật ích kỷ khi được hạnh phúc bởi sự hy sinh của quỷ xanh nếu muốn làm bạn với con người thì nên chặt sừng của mình và sống với họ trước khi quỷ xanh hy sinh đến ngày thứ tư subaru quyết định rời khỏi lâu đài để vào thủ đô lập nghiệp emilia lo lắng cho anh như một người mẹ còn do a tặng cho anh một túi vàng trước khi rời đi subaru cảm ơn tất cả mọi người ở đây đồ ăn gem nấu rất ngon còn giam làm vệ sinh rất giỏi Lời khen này làm hai chị em càng cảm thấy vị KHCHS này không biết định chút này. Nhưng ngay khi mọi người vào trong lâu đài, Subaru liền vội vàng leo lên ngọn núi gần đó. Góc nhìn ở đây có thể nhìn thấy rõ phòng Emilia. Anh đã lén trộm cây dao trong bếp, giờ chỉ cần chờ đợi hung thủ xuất hiện. Nào ngờ hắn đã xuất hiện ngay sau lưng anh tung một chùy đánh ngã thanh niên xuống vách núi. Subaru may mắn thoát được vội cầm dây xích kéo mạnh người ở đầu bên kia. Thật bất ngờ. Sát thủ lại chính là Zem. Subaru vừa bỏ chạy vừa thắc mắc tại sao lại là cô ấy chạy đến đồng cỏ thì một chân của anh đã bị chặt lìa gem chậm chậm đi tới dùng phép hồi phục nếu chết nhanh quá thì cô sẽ không cho hỏi được mất cô hỏi subaru được ai thuê đến đây có mục đích gì subaru giải thích tất cả là vì emilia nhưng gem chứ liên tục đập anh vì đây không phải câu trả lời cô muốn trên người subaru nồng nặc mùi phù thủy thế kia mà lại tỏ ra vô can vì lũ phù thủy mà chị gái đã chịu rất nhiều đau đớn subaru tuyệt vọng khóc lớn anh đã rất yêu quý hai người thế mà tại sao mỗi lần thời gian lặp lại chỉ còn mình nhớ chỉ có mỗi mình bị bỏ rơi chưa kịp nói hết câu anh đã bị giết tỉnh lại trên chiếc rừng quen thuộc nhìn thấy gem khiến subaru sợ hãi liền đuổi hai chị em hầu gái ra ngoài emilia tới hỏi subaru có vấn đề gì sao nhìn thấy cô ấy subaru chợt nghĩ ra một ý từ trước tới nay anh luôn cố gắng tự mình thay đổi mọi thứ nếu có sự giúp đỡ của emilia có lẽ mọi thứ sẽ khác thực ra tôi đã chết nhiều lần lắm rồi lời nói vừa tới cổ họng đã bị chặn lại thời gian như đứng im trong phòng xuất hiện những khói đen và bàn tay đáng sợ như muốn bóp nát trái tim anh subaru hoàn hồn lại vẫn hoảng sợ thở dốc Hệ điều hành này không cho phép cậu nói cho bất cứ ai về năng lực của mình. Một lúc sau Betty cũng đến. Cô bị Park và Emilia nghi ngờ đã làm gì đó khi Subaru tỉnh dậy lần đầu. Cô đánh giá thanh niên trên giường một lần nữa, không chỉ có gương mặt đần độn mà mùi cũng khó chịu. Mùi của phù thủy thối không chịu được, nhìn thấy anh vẫn khỏe mạnh cô cũng say good bye đây. Subaru liền gọi ới lại, nếu Betty cảm thấy có lỗi dù chỉ là một chút hãy đáp ứng một yêu cầu của anh, anh hứa sẽ không kể xấu cô với Park nữa. Hãy bảo vệ tôi cả ngày thứ tư đi. Dù không muốn nhưng Betty vẫn đồng ý. Tối hôm đó Subaru lại gặp ác mộng về những cái chết của mình. Khi tỉnh lại đã thấy mình trong phòng sách cấm cùng Betty, nếu ở đây thì cô ấy có thể bảo vệ anh chu toàn rồi. Cả hai đọc sách không biết ngày đêm, đột nhiên Betty nghe tiếng ai đó gọi mình liền ra ngoài. Subaru sợ hãi nếu cô ấy lại như không được. Betty và Nana nói rằng nếu Subaru ở trong đây thì không có việc gì hết. Một lúc sau anh lấy hết can đảm mở cửa phòng ra, mặt trời đã ló dạng, tức là anh đã vượt qua ngày thứ tư kinh hoàng. Chúa ơi còn mừng quá. Lúc này Emilia cũng đi tới Thấy cô ấy Subaru mừng rỡ nói rất nhiều điều muốn làm với cô. Emilia chỉ im lặng đưa anh tới một căn phòng. Giam đang khóc thảm thiết trước thi thể của Gem. Cô ấy đã bị giết tối qua. Chết do suy nhược vì nguyền rùa. Subaru ngứa người. Chẳng nhẽ người nguyền rùa không phải Gem sao? Thấy Subaru biết được gì đó. Gem tức giận dùng pháp thuật ép anh phải phun ra hết thông tin. May mà Betty đã ra tay kịp thời. Cô đã hứa sẽ bảo vệ Subaru hết ngày hôm nay. Về phía thanh niên đã sợ run người luôn miệng nói không biết rồi chạy khỏi lâu đài. Giam điên cuồng phá nát cánh cửa rồi đuổi theo. Subaru chạy đến cánh đồng lúc trước mình bị giết. Nếu chết đi bây giờ thì mọi thứ có thể thay đổi được. Lúc dừng lại đã thấy mình ở cạnh vách núi rồi. Anh muốn nhảy xuống để có thể đảo ngược thời gian nhưng sự đau đớn đó thực sự không dám thử. Anh rất sợ chết. Đằng sau truyền đến tiếng của Betty, cô đã hứa bảo vệ cậu hết ngày hôm nay rồi nên nếu có chết thì chết xa một chút sẽ khiến cô bất cán rất lương tâm. Mọi chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi. Betty sẽ giúp anh ra khỏi lãnh địa này. Ngay giây phút nắm lấy tay cô, Subaru nhớ lại lúc mình đau đớn vì ác mộng và bệnh tật. Jam và Jem đã cùng nắm lấy tay anh. Hai người họ không nỡ nhìn anh đau đớn nên mới làm vậy. Nếu họ là người như vậy thì làm sao anh có thể từ bỏ họ. Với lại anh không muốn nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của Jam. Những tháng ngày bên họ cũng rất vui. Subaru đã chuẩn bị tinh thần xong. Lúc này Jam cũng đã hung hăng đuổi tới. Nhưng cô chưa kịp làm gì. Subaru đã nói rằng mình rất yêu quý mọi người rồi nhảy xuống vách núi. Một lần nữa quay lại. Subaru rất vui khi nhìn thấy hai chị em sinh đôi vẫn còn khỏe mạnh. Anh nắm lấy tay hai người từ vào. Nhưng hai con nhỏ không hiểu gì hết tưởng thằng cha này bị biến thái sau khi đưa ra yêu cầu được làm việc cho lâu đài. Subaru đã thể hiện mình là một quản gia toàn năng, chuyện, sống lại tận bốn lần cơ mà. Kế hoạch lần này của anh chính là lấy được lòng tin của mọi người phòng hờ họ nghi rồi giết. Thứ hai là tóm cổ được tên đạo sĩ thực hiện lời nguyền sau cuộc trò chuyện cùng Park ở trong vườn. Anh biết được rằng bản thân có thuộc tính bóng tối, nếu kiên trì luyện tập thì có thể làm các phép cơ bản như gây mù hoặc làm chậm. Nghe vậy thanh niên liền vái Park làm sư mèo, có tí võ thì kế hoạch sẽ thuận lợi hơn nhưng cố quá thì thành quá cố. Cổng mana của Subaru bị lỗi kỹ thuật xả hết mana ra làm cu cậu bất tỉnh, kết thúc một ngày với kha khá thành quả. Một chút xíu thiện cảm từ chị em hầu gái, bây giờ chỉ còn bước xử lý tên đạo sĩ nữa thôi. Thế là thanh niên đến tìm gái Betty. Anh vào thẳng vấn đề luôn là có cách phá giải lời nguyền không? Betty liền lạnh lùng nói rất tiếc là không. Kích hoạt là xanh cỏ ngay, nhưng trước khi kích hoạt lời nguyền chỉ là phép cùi, cô có thể dễ dàng phá giả nó. Đột nhiên cô nàng ngửi ngửi chê Subaru nồng nặc mùi phù thủy. Subaru cũng không hiểu tại sao mình lại có mùi này mà phù thủy là ai cơ chỉ có một người được gọi với danh xưng đó thôi betty nói phù thủy đố kỵ satella cô đã đã u máu thất hình đại tội và hút khô nửa lục địa một kẻ vô cùng tệ hại với ngoại hình bán tinh linh và mái tóc trắng subaru sực nhớ ra lần đầu tiên gặp emilia cô ấy đã nói tên mình à satella anh hỏi betty nếu một người dùng danh xưng của phù thủy thì sao thì đó là con điên chứ sao nữa Sáng hôm sau Subaru lại bắt đầu một ngày đầy năng lượng bằng chó đùa cùng Park và Emilia sau đó lại làm ô xin cho hai chị em hầu gái. Subaru vừa đi Park đã nói cho Emilia biết tình trạng của anh. Hôm kiểm tra thuộc tính hưu đó, cậu phát hiện từ trong ra ngoài của Subaru rất hỗn độn. Anh ấy đang tự ép mình sắp xếp lại đến kiệt sức. Quả nhiên suốt cả ngày hôm nay Subaru liên tục nói cười, liên tục nói chuyện và làm việc nhưng trong lòng rất khó chịu. Anh phải luôn nở nụ cười để thân thiện với mọi người, không thể lãng phí một giây nào hết. Chịu đựng đến mức buồn nôn thế này cũng dáng chịu. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đã thấy Emilia đã chờ ở cửa từ lúc nào. Cô kéo anh vào phòng khách rồi ngồi xuống. Chỉ hôm nay thôi cô sẽ cho Subaru gối lên đùi. Chẳng phải anh luôn nói muốn gối đùi khi kiệt sức sao? Anh đã rất khó khăn nhỉ? Nghe được câu này, Subaru lập tức lột bỏ mặt nạ. Anh bật khóc nước nở. Khó khăn lắm. Tôi đã rất tuyệt vọng và sợ hãi. Anh nói ra những điều trong lòng bấy lâu rồi ngủ tiếp đi. Xem bước vào phòng nhìn thấy cảnh này cũng không ngắn lại lâu. Trước khi cô đi Emilia còn nói với Xem rằng Subaru là người tốt subaru nhớ lại ngày hôm qua liền xấu hổ gối đùi con gái nhà người ta còn khóc chảy nước mũi thế mày tự nhiên vào phòng sách cấm của ta mà không xấu hổ chắc betty thở dài muốn đấm vỡ alo thằng này subaru liền hớn hở nịnh nọt anh biết rằng betty có thể phát hiện giải lời nguyền trước khi nó được kích hoạt anh còn muốn biết làm thế nào để ếm lời nguyền nữa thực ra để ếm cần có một điều kiện tiên quyết đó là phải tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu vậy là mọi chuyện đã rõ subaru chỉ tiếp xúc với dân làng nên bị nguyền Lần hồi sinh thứ ba anh đã không cùng Gem xuống làng mua đồ nên cô ấy trở thành mục tiêu nguyền rủa mới là hoàn toàn hợp lý. Thế là hôm sau Subaru liền đon đả rủ Gem xuống làng mua sắm. Giam nghe vậy cũng muốn đi theo. Có hai bông hoa đi cùng sướng nhất của cậu còn gì? Xuống làng Subaru bắt đầu tổ chức trò chơi cùng dân làng. Mục đích là để những đối tượng tình nghi chạm vào người mình. Đối tượng còn lại chỉ còn chú cú này thôi. Ngày trước bị cắn đau vãi lúa. Ế nhưng mà lần này em nó khá ngoan đấy chứ. Vừa dứt lời con chó đã cắn anh một cú đau điếng. Trở về dinh thự, họ bất gặp do A đang chuẩn bị ra ngoài. Trước đây do A chưa từng ra khỏi dinh thự, đây chính là hiệu ứng cánh bốn đầu tiên. Subaru tìm tới phòng của Betty và nói rằng mình đã bị dính lời nguyền. Ăn nói xa lơ, mỗi buổi trưa cô mới kể chuyện đạo sĩ cho nghe mà buổi chiều đã nói mình bị nguyền rồi. Nhưng nhìn kỹ một lúc, Betty phát hiện anh bị nguyền thật. Nếu Subaru mà chết thì bác sẽ rất buồn nên lần này Betty quyết định giúp anh. Khói đen bay lên từ vết cắn của con chó, nó chính là kẻ gieo lời nguyền. Subaru nhấc bổng Betty cảm ơn cô rồi chạy đi tìm chị em hầu gái. Anh nói rằng Betty đã xác nhận con chó sẽ nguyền bất cứ ai nó cắn, tức là lũ trẻ đang gặp nguy hiểm. Ngay vậy, giam thuyết phục Gem đi cùng Subaru, còn mình sẽ ở lại bảo vệ lâu đài. Gem và Subaru vừa xuống làng đã thấy dân làng đang hỗn loạn, bọn trẻ đã mất tích. Gem quan sát rào chắn và phát hiện kết giới đã bị phá, ma thú có thể tấn công làng. Ma thú chính là quái vật do phù thủy tạo ra, chúng là kẻ thù của con người. Theo dấu chân có lẽ bọn trẻ đã bị dụ vào trong rừng. Subaru không suy nghĩ gì nhiều liền chạy đi cứu lũ trẻ. Gem liền ngăn cản anh lại. Cô không hiểu tại sao anh lại liều mạng để cứu chúng như vậy. Này nhé, anh biết hết tên tuổi khuôn mặt và cả ước mơ của chúng. Petra muốn trở thành y tá còn Ray thì muốn làm thợ mộc. Anh không thể bỏ mặc chúng chết đi. Cuối cùng Gem đã quyết định đi cùng anh. Dù sao thì chủ nhân đã ra lệnh cho cô trong trường hành động của Subaru. Đi được một đoạn họ đã nhìn thấy lũ trẻ nằm trên một ngọn đồi chọc. Chúng còn thở nhưng đã bị suy nhược bởi lời nguyền. Gem nói rằng mình không thể đảo ngược lời nguyền nhưng có lẽ chị gái sẽ có cách. Cô sẽ dùng phép trị thương làm dịu cơn đau rồi đưa bọn trẻ về làng. Lúc này một bé gái tỉnh dậy, cô bé nói với Subaru vẫn còn một bạn nữa bị bắt đi. Subaru nhớ ra quả thật còn một cô bé tóc tím, xem muốn ngăn cản Subaru không chạy vào rừng sâu, nhưng lòng anh đã quyết không bỏ rơi một ai. Anh biết xem có rất nhiều điều muốn hỏi mình, vậy thì móc tay, anh sẽ trở về an toàn và tâm sự với cô cho đến khi khán giọng thì thôi. Sau một hồi tìm kiếm Subaru đã tìm thấy cô bé kia, đây cũng là một cái bẫy ma thú dụ anh vào. Subaru quấn áo khoác quanh cánh tay cho con quái cắn rồi dùng sức quật nó vào cành cây sắc nhọn. Dê diệt được rồi. Mày chắc chưa con? mấy trăm cặp mắt đỏ lòm hiện ra trước mắt anh, đang nghĩ quả này về với đất mẹ thật rồi thì Gem đã kịp tới. Cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng lực chiến quả thật rất khủng, cô đã giết rất nhiều nhưng ma thú vẫn còn rất đông. 36 kế chạy là thượng sách, Gem sẽ ở sau bảo vệ anh chạy về làng, qua kết giới là vùng an toàn rồi. Subaru nhìn Gem đã thương tích đầy mình không nhẫn tâm bỏ chạy, bọn ma thú phía sau đã làm ra một trận sạt lỡ. Gem ngay lập tức đẩy Subaru sang một bên rồi mỉm cười. Cô gái bị đất đá cuốn xuống vách núi bất tỉnh bọn ma thú điên cuồng lao tới làm Subaru sợ hãi. Tại sao cô ấy lại cứu mình cơ chứ? Giây phút thập tử nhất sinh Gem đã thức tỉnh bản năng quỷ của mình, cô dùng thiết trì cười man dợn đồ sát ma thú, nhưng số lượng của bọn chúng không hề giảm, kìm nén nỗi sợ của mình, Subaru đẩy Gem ra khỏi bọn cho chết để mình bị chúng cắn xé. Sự dũng cảm của anh đã đưa Gem quay lại làm người, cô hoảng hốt cầu xin Subaru đừng chết. Khi tỉnh lại, Subaru lại thấy trần nhà xa lạ, nhưng không phải trần của lâu đài, anh đã sống qua đêm kinh hoàng đó rồi. Phải cảm ơn Park, Emilia và cả Zem nữa, để cảm ơn Subaru đã cứu em gái mình. Ra cũng tặng cho thanh niên một củ khoai vào họng làm quà, khoai mới hấp xong ngon lắm đấy. Sau đó Subaru tới thăm lũ trẻ, thật may mắn vì chúng đều an toàn và anh cũng đã sống. Thật không con trai, mặt mày thấy ghét nên tác giả lại tạo ra biến mới rồi. Betty gọi Subaru tới chỗ vắng rồi báo cho anh một tin sốc. Tình hình là nửa ngày sau mày sẽ tèo, nhưng mặt Subaru không có vẻ gì sợ hãi, chỉ là ngạc nhiên một tí làm cô nghĩ thằng này không sợ chết thật à cô giải thích vì đợt bị ma thú tấn công vừa rồi anh đã bị dính rất nhiều lời nguyền chúng đan sen rất phức tạp đến cả cô cũng không thể gỡ bỏ hết cách duy nhất bây giờ là tiêu diệt kẻ nguyền nhưng phần trăm là rất thấp vì có cả tấn ma thú trong rừng cơ mà subaru sực nhớ ra trong lúc hôn mê xem và betty đã tranh cãi điều gì đó quả nhiên cô ấy đã một mình vào rừng tìm ma thú bên này giam đang nghe hết cuộc trò chuyện của hai người cô không thể để xem gặp nguy hiểm được subaru cũng muốn đi cùng cô cô ấy đã hứa sẽ tâm sự với anh đến khản giọng cơ mà nhưng khi hành động Ram liền phàn nàn Subaru tỏ ra thật vô dụng so với lời nói oai hùng lúc nãy của anh. Đến trung tâm khu rừng giam phát động thiên lý nhãn và dễ dàng phát hiện mục tiêu, ma thuật gió của cô ấy dễ dàng cắt xẻo ma thú, đây chính là sức mạnh của quỷ. Subaru liền thắc mắc tại sao trước đây giam nói rằng cô ấy không có sừng, cô liền nói rằng chỉ là xô sát nên bị gãy thôi, nhưng sự thật có phải như vậy không? Subaru biết rằng sừng rất quan trọng với quỷ nên có lẽ đã vô tình chạm vào nỗi đau của cô, giam nói thêm quỷ thường có hai sừng nhưng sinh đôi sẽ bị khuyết một phần. Bởi vậy sinh đôi trong tộc quỷ mới sinh sẽ bị giết ngay, may mắn là hai chị em cô đã vượt qua được kiếp nạn đó sừng quỷ sẽ tăng sức mạnh cho quỷ nhưng nếu lạm dụng nó sẽ bị trọng thương họ nhất định phải tìm ra gem trước khi con bé bị như vậy subaru đã nghĩ ra một cách nếu anh nói sự thật mình đã trùng sinh thì thứ đó sẽ đến mùi phù thủy sẽ nồng hơn bao giờ hết dẫn dụ đám ma thú tới đây mục tiêu của gem là chúng nên cô ấy cũng sẽ đuổi đến thôi nhưng có vẻ kế hoạch đã thất bại một nửa thể trạng của giam yếu hơn anh nghĩ cô ấy bị suy nhược khi sử dụng pháp thuật quá nhiều cả hai bị đuổi rơi xuống một vách núi Giang Kiền dùng chút sức tàn của mình dùng phép do cư sống mình rồi bất tỉnh. Các chủ bài của anh đã gục mà xung quanh ma thú kéo tới đông vãi lúa. Đột nhiên Gem từ trên cao bay xuống làm thằng cu mừng quính. Được cứu rồi. Ai ngờ cô ấy đã mất hết lý trí tấn công cả người quen. Subaru cố gợi ra những kỷ niệm để Gem thức tỉnh. Anh muốn thấy nụ cười của cô một lần nữa, nhưng cô ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này Giang cũng đã tỉnh lại. Cô Max Subaru tấn công chiếc sừng. Nó là thứ khiến Gem hóa quỷ. Bằng cách nào đây trông ẻm đáng sợ vừa lờ máu dồn lên não Subaru liền ném giam về phía Gem. Quả nhiên cô ấy đã bắt lấy chị gái của mình. Nhân cơ hội này, Subaru vung kiếm chém thật mạnh vào chiếc sừng. Hồi tưởng về quá khứ của Gem, cô và người chị sinh đôi đã suýt bị giết khi vừa lật lòng. Vì sinh đôi theo quan niệm của tộc quỷ là vận đen, nhưng trưởng làng chưa kịp ra tay thì một trong hai bé gái đã bộc lộ sức mạnh tuyệt vời. Đó là Giam. Nhờ đó mà cả hai chị em được sống. Ram là thần đồng có pháp lực mạnh giúp đỡ dân làng rất nhiều. Họ cũng khen ngợi cô không ngớt lời. Chỉ một sừng đã khủng bố như vậy thì hai sừng sẽ như thế nào đây? Hào quang của người chị quá lớn khiến Gem cảm thấy rất áp lực. Mỗi đêm cô đều lén lút luyện tập, trong mơ cũng gặp ác mộng mọi người đều chê cười cô vô dụng, nhưng bù lại Ram rất yêu thương em gái, luôn động viên cô mọi lúc. Một ngày nọ, giáo hội phù thủy tấn công ngôi làng giết hết tất cả mọi người, vì cứu Gem mà Ram đã bị chặt sừng. Kể từ đó Gem luôn mang theo cảm giác tội lỗi. Cô sẽ làm hết những việc có thể cho Ram và bảo vệ chị ấy. Đến khi tỉnh lại cô đã thấy mình đang bị Subaru ôm theo bỏ chạy. Họ trốn vào một bụi rậm gần đó. Một lần nữa cô lại cảm thấy tội lỗi. Subaru không nên cứu cô. Gem sẽ chịu hết tổn thương để mọi người được an toàn. Nghe vậy Subaru liền đập mạnh vào đầu Gem, tôi đã đần rồi mà cô còn đần hơn. Một cánh én không làm nên mùa xuân, phải hợp sức với nhau mới giải quyết được vấn đề. Anh sẽ làm mùi nhử để giam cõng Gem vào trong kết giới, lúc này Gem đã bị anh ấy làm cho cảm động. Cô không muốn bỏ chạy một mình, trong lúc đó con chó của phù thủy đã tiến hóa trở nên to lớn. Subaru liền dùng chiêu hỏa mù bắc dậy để che tầm nhì con quá rồi đâm mạnh vào ngực nó, nhưng con này vẫn sống và sung như vừa uống xê sủi. Anh phải vật lộn với nó bằng thanh kiếm gãy, may là do A à đã đến kịp lúc cho con chó xuống địa ngục. Gen thấy Subaru vẫn an toàn liền ôm chặt anh khóc nước nở, còn sống là tốt rồi. Khi Subaru tỉnh dậy đã thấy Gen nắm chặt tay mình, cô ấy thấy anh rất đau đớn nên đã làm vậy. Bây giờ hai người đã có thể tâm sự cùng nhau, Subaru đã động viên Gen quên đi quá khứ và tự tin vào chính mình. Cô không phải là thế thân của chị mình, Gen rất tử tế tốt bụng và ngực bự hơn chị gái. Hơn nữa anh còn sống ở đây là vì cô chứ không phải giam, lần đầu tiên trong đời Gen đã cười thật tươi. Lúc này cô ấy thật xinh đẹp, vài ngày sau. Vương đô đã phái sử giả tới lâu đài để thông báo cho Emilia về cuộc tuyển chọn quốc vương, trong lúc mọi người đang bàn bạc. Subaru đã có cơ hội trò chuyện với người đánh xe ngựa, anh mời ông uống trà quý. Giam rất tiếc của nên mọi người hiếm khi được thưởng thức, nhưng anh không biết rằng ông ấy chính là quỷ kiếm gia tộc Atteza. Ông đã nói cho sứ giả về Subaru, ánh mắt đó là của người chết đi rất nhiều lần. Sau nhiều cuộc năn nỉ ôi Emily cho mình đi cùng đến vương đô, thanh niên đã thành công đi cùng nàng với một điều kiện cả hai phải nắm tay nhau. Emilia sợ nếu lơ là một chút thì anh sẽ làm ra nhiều chuyện kỳ lạ. Người đầu tiên họ gặp ở lâu đài hoàng gia là một thanh niên tóc tím đẹp mã. Subaru ghét ghét đáng hắn vì giá hôn vào tay Emilia, đã thấy cô ấy còn bắt anh chờ ở ngoài trong khi vào trong với thằng ất ở kia. Ngoài việc ngắm khủng long chạy thì thanh niên thấy một đám côn đồ đang kéo một cô gái vào hẻm tối, anh liền ra tay cứu giúp, ai ngờ ẻm bạo lực quá mức luôn mình. Với lại nhìn kỹ thì bọn côn đồ này là ba thằng cướp tập một đây mà, vương đô chỉ có bọn này là bất lương thôi à. Vậy thì anh phải sử dụng tuyệt chiêu quan hệ rộng thôi, bố mày là bạn của Gen Hát trưởng ký sĩ. Hôm một tiếng là em nó có mặt liền, làm bọn cướp sợ sưng vòi. Cô gái được cứu nhưng không hề tỏ ra biết ơn vì chị dư sức bón hành cho bọn cớm, ai mượn chú mày nhào vào lấy lè. Một lúc sau Emilia và một kỵ sĩ sắt cũng có mặt tại đó, cô gái kia chính là người mà kỵ sĩ sắt tìm. Cô là Barian, một ứng cử viên trong ngôi vị quốc vương và Emilia có vẻ sợ cô ta. Về đến nhà Emilia thông báo ngày mai sẽ vào hoàng cung một mình, cô rất nghiêm túc hy vọng Subaru có thể ngoan ngoãn ở nhà. Điều này làm Subaru hụt hẫng, anh buồn bã tâm sự với Gem rằng mình muốn sắt cánh với Emilia mọi lúc và được cô ấy giúp trốn khỏi biệt thự. Trên đường tới hoàng cung anh may mắn được Barian cho hóa giang vì cô ấy nghĩ rằng đưa thằng cu này vào cung sẽ rất thú vị cho mà xem. Sự xuất hiện của Subaru trong hoàng cung làm Emilia rất bất ngờ. Buổi lễ bắt đầu với sự tham gia của bốn ứng cử viên, nhưng dường như họ rất khinh thường Emilia. Đặc biệt buổi lễ lần nào còn có sự góp mặt của ứng cử viên thứ năm vừa được Gen hát tìm thấy. Cô nhóc ăn trộm ngày nào bây giờ đã khoác lên mình bộ váy công chúa vô cùng lộng lẫy. Thì ra phép đã được Ngọc Rồng thừa nhận. Bất kỳ người nào được nói đồng ý thì đều có tư cách tranh đoạt ngai vàng, nhưng vì xuất thân từ khu phố nghèo nên cô bé bị hội đồng cam ghét, Baren cũng không thể tin được mình lại đứng ngang hàng với hạng mặt hạng như vậy, chỉ có hát và Emilia đứng ra bảo vệ phép. Thế vậy các trưởng lão cho rằng cuộc tuyển chọn năm nay càng sai lầm, một đứa trẻ lang thang và một cô gái có ngoại hình như phù thủy ghen tị, ngay cả chuyện đưa cô vào cuộc bầu cử đã bẩn thỉu lắm rồi. Subaru rất tức giận khi thấy cờ rất bị xúc phạm, anh yêu cầu hội đồng xin lỗi Emilia, ơ nhưng mày là thằng nào mà dám đứng ở đây to mồm? Emilia dù ướt ức, ức nhưng vẫn khuyên Subaru dừng lại. Thấy vậy thanh niên liền tuyên bố mình chính là hiệp sĩ của Emilia. Anh nhất định sẽ giúp cô lên làm quốc vương. Thanh niên tóc tím liền nghiêm mặt. Anh nói xa lơ sau con nói gì? Toàn bộ kỹ sĩ được đào tạo đã có mặt ở đây thì mày là kỹ sĩ ở gió nào? Tất cả kỹ sĩ ở đây đã phải liều mạng luyện tập, đào tạo nhiều năm mới có tư cách đứng ở đây. Subaru đang làm ô danh kỵ sĩ của những người đứng đây, thanh niên bị chửi ngu người luôn. Muốn cãi nhưng thằng tóc tím nói có lý quá, Emilia cũng lại lùng đuổi cậu ra khỏi cửa. Buổi lễ tiếp tục, mà khoan, ông Dom lại đến cứu phép, lễ có chút xíu mà lắm thẳng phá thế, chỉ trong chốc lát ông ấy cũng bị bắt. để cứu ông Dom, phép đồng ý với Zen sẽ thi tuyển chọn quốc vương thật tốt. nếu làm vua cô sẽ giết hết tất cả quý tộc và kỵ sĩ để đất nước này trở nên tốt đẹp hơn. ở bên ngoài Subaru vẫn đang tự kỷ, nhưng dự ớt có có ý định bỏ qua, anh ta sẽ cho Subaru thấy sức mạnh của kỵ sĩ mà anh xúc phạm qua một trận quyết đấu. tin tức về trận đấu đã đến tai Emilia, cô khuyên Anastasia ngăn cản sự tranh chấp này nhưng cô ta không quan tâm vì kiểu gì Subaru chả ăn hành ngập mồm, quả nhiên thanh niên bị tần như con, mà xương như đầu lợn, chiêu hỏa mù anh tự hào với dự lý ức cũng chỉ là trò con nít. Khi tỉnh lại Subaru thấy mình đã được Emilia đưa về biệt thự dưỡng thương, Emilia trách móc anh đã làm hỏng mọi thứ. Sao chứ rõ ràng Subaru làm mọi thứ vì cô mà, nhưng Emilia không tin. Subaru chỉ làm mọi thứ vì bản thân, đi đến Hoàng Cung rồi sử dụng phép thuật. Cô đâu có nhờ anh làm, trước những lời nói cay đắng của Emilia Subaru đã hoàn toàn bộc phát chuyện tìm lại chiếc huy hiệu rồi cứu cô khỏi kẻ săn bụng rồi cả chuyện ở dinh thự nếu không có anh thì mọi chuyện chấm hết rồi rõ ràng emilia mới là người mắc nợ anh cả hai lời qua tiếng lại khiến sự việc càng trở nên bếp bắt hơn emilia quyết định sẽ trở về dinh thự còn subaru sẽ ở lại vương đô để chữa trị vết thương subaru được gửi lại tại dinh thự của ứng cử viên quốc vương khu mỗi ngày anh đều điên cuồng luyện tập cùng quản gia win để phục thủ nhưng anh không biết rằng trận solo hôm trước là do dự ly ớt cố ý nếu không làm thế chắc chắn subaru sẽ bị tội nặng hơn anh ấy thà bị trừ điểm cũng muốn sống với chính nghĩa của mình cả à, quên giới thiệu khứa này chính là vợ của rất nhiều anh em mặc dù ẻm là trai nhân thú felix có năng lực chữa trị sự buồn bã kéo dài của subaru khiến gem rất lo lắng cô ấy muốn cùng anh ngày mai xuống phố cho khuây khỏa nhưng trong chuyến đi này subaru cũng đã biết được một sự thật tất cả mọi người trong vương quốc đều ghét và không muốn emilia trở thành quốc vương anh muốn biện minh cho cô nhưng lại gây ra một cuộc náo loạn trên phố mất công gem xinh đẹp dẫn mày cháy phố mà mày lại làm trò này hả thằng lờ về đến nhà Kết từng mời Subaru uống rượu trò chuyện, cô ấy quả là một nhà tâm lý học tài ba. Cuộc trò chuyện này đã thông não Subaru hoàn toàn, có những việc chỉ có anh mới làm được cho Emilia mà thôi. Một ngày nọ Zen cảm nhận được Gian đã gặp rắc rối vì hai chị em có thần giao cách cảm. Vậy là có nghĩa người trong dinh thự và cả Emilia đang gặp nguy hiểm. Kết từng cũng đã dự đoán được ngày này kiểu gì cũng tới. Những cuộc xung đột xảy đến với lãnh địa công tức do A kể từ khi ông ta theo phe ủng hộ Emilia làm quốc vương. Subaru cứng đầu cứng cổ muốn quay về dinh thự mặc cho những lời cảnh cáo của Kết và Felix lần này trở về sẽ mất khoảng 2 ngày vì họ phải đi vòng qua sương mù. Gen giải thích sương mù đó là do cà voi trắng, nếu gặp nó thì chết là cái chắc. Sức cả dọc đường Subaru vẫn luôn nghĩ về Emilia, thanh niên còn muốn đi xuyên đêm nhưng mà con rồng mệt xùi bóp mép rồi kìa. Tối hôm đó xem đã an ủi và dùng thuật chữa lành cho Subaru. Cô ấy tin rằng Subaru có thể làm cho Emilia hiểu và làm hòa với cô ấy, dù có lúc hơi mất mặt nhưng anh vẫn là là một người rất tuyệt vời. Nhưng ngày hôm sau Gem đã âm thầm rời khỏi quán trọ, Cô ấy sợ rằng Subaru sẽ gặp nguy hiểm nên đã bỏ anh lại đây rồi trở về một mình. Subaru rất tức giận gọi ngay một xe rồng đuổi theo. Anh muốn chứng minh rằng mình không yếu đuối đến thế nhưng tất cả đã muộn. Dân làng bị thảm sát dã man bởi bè lũ giáo phái phù thủy, người già trẻ em sắc chất thành núi. Ngoài việc giáo phái phù thủy có cô thời trang khá độc đáo thì đây là lũ gì giáo có tham vọng phục sinh phù thủy ghen tị Satella và thèm muốn cơ thể Emilia. Subaru mang theo tâm trạng hoàng sợ gọi tên Gem liên tục với hy vọng cô còn sống, nhưng cô ấy đã chết thảm trong vũng máu giữa sân sinh thự. Subaru khóc không thành tiếng. Nhìn xác phù thủy khắp nơi chứng tỏ ở đây đã có một cuộc chiến rất ác liệt, Gem đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Trong nhà kho, thi thể không còn nguyên vẹn của lũ trẻ đã từng thân thiết làm anh buồn nôn. Subaru kéo lê cơ thể tuyệt vọng vào dinh thự để tìm kiếm ai đó còn sống, nhưng giam cũng đã chết trong tư thế ôm chặt một đứa trẻ. Anh cũng thấy trang sức dính máu của Emilia và những vết máu dẫn đến một căn phòng băng. Khi bước vào căn phòng, Subaru liền bị hóa đã rồi vỡ ra từng mảnh. Khi tỉnh lại anh đã thấy mình đứng giữa đường. Đây là khoảng thời gian cùng Gem xuống phố. Nhìn thấy Gem, anh liền khóc nước nở ôm chầm lấy cô làm con nhỏ ngại gần chết. Subaru được đưa về dinh thự kết tần trong tình trạng gần như phát điên. Felix chẩn đoán không kể những vết thương trên cơ thể, cả vết thương lòng cũng không chữa được nữa. Cậu không biết nguyên nhân là gì nhưng có vẻ không có dấu vết của lời nguyền để cứu Subaru. Gem quyết định đưa cậu về dinh thự do A với hy vọng những người quen sẽ giúp anh khỏi bệnh. Felix và Kết tần đều có thể nhìn ra được Gem rất tận tâm với Subaru vì cô có tình cảm với anh. Suốt hai ngày đường Gem chăm sóc Subaru trong trạng thái thực vật rất tận tình cô muốn thấy một Subaru tuyệt vời như được quỷ giúp một lần nữa. Con đường tới dinh thự yên tĩnh đến lạ thường, đột nhiên Gem cảm thấy lồng ngực đau nhói. Giam đã xảy ra chuyện, cô phải nhanh chóng trở về. Đúng lúc này giáo phái phù thủy đã tấn công xe ngựa, Gem liền chuyển sang trạng thái quỷ để chiến đấu với bọn chúng. Lũ giáo phái gây tẩm đã đoạt sừng của chị gái mà giờ cũng muốn đoạt nốt người đặc biệt cô muốn bảo vệ. Gem muốn giết hết nhưng bọn này đã đông còn chơi bẩn đánh lén sau lưng làm cô rất vất vả. Trong lúc đó Subaru đã bị mang đi, mở mắt ra anh đã thấy mình bị giam trong một hang động đối điện là một thằng mặt kinh dị vừa lờ hắn chính là trưởng môn đồ phù thủy tượng trưng cho lời biếng con ty với câu của miệng yêu thích chấn động não ta quá con ty đoán rằng subaru chính là ngạo mạn vì cả người anh có mùi ân sủng nồng đậm nhưng mà ngươi không có sách thánh âm sao subaru vẫn làm vẻ mặt đờ đẫn không trả lời con ty lại gần liếm mặt thằng cu không biết có phải những ký ức tồi tệ ùa về hay bảy tỷ vi khuẩn trong mồm con ty làm subaru cay mắt mà anh khóc nước lên như chưa từng được khóc lúc này Gem đã đuổi đến nơi toàn thân cô đã bị thương nặng nhưng vẫn liều mạng chiến đấu bảo vệ subaru con ti liền cảm động rơi nước mắt tình yêu phải được đền đáp bằng tình yêu hắn dùng pháp thuật treo gem lên trần nhà rồi bắt đầu tra tấn cô trước mặt subaru anh đau đớn nhìn cô gái nhỏ bị xoắn vỡ hết xương một cách dã man tao sẽ giết mày tao sẽ giết mày thằng khốn biểu cảm tức giận cùng bất lực của subaru khiến con ti rất hài lòng đợi sau khi hắn bỏ đi gem lấy cơ thể tới mở khóa cho subaru cô ấy dùng chút hơi tàn cuối cùng dặn dò anh nhất định phải sống subaru trở về lãnh địa trong bão tuyết mọi người lại bị giết sạch một lần nữa phía sau dinh thự Bắc đã hóa điên trước cái chết của Emilia. Cậu ấy đã chặt đầu Subaru. Lần thứ hai sống lại, Subaru đã bình tĩnh hơn và bắt đầu tìm kiếm đồng minh. Người đầu tiên chính là Keton, nhưng cuộc đàm phán không hề suôn sẻ như anh nghĩ. Cô ấy không có nghĩa vụ phải giúp Emilia và câu chuyện về giáo phái phù thủy của Subaru chi tiết đến đáng ngờ. Bị từ chối khiến Subaru phát điên khi nghĩ đến mọi người sẽ phải chết thảm như thế nào. Anh tiếp tục tìm kiếm những đồng minh khác. Zenhat đã rời khỏi thủ đô. Người quen còn lại chỉ còn Barien, Subaru kể cho Barian về sự nguy hiểm của giáo phái phù thủy và hoàn cảnh của người dân nhưng cô ta lại cười lớn. Nếu Emilia chết thì càng vui chứ sao? Nhưng nể tình sự trung thành của Subaru, cô sẽ cho anh một cơ hội. Chịu nhục liếm chân ta thì ta sẽ suy nghĩ lại yêu cầu của ngươi. Không còn cách nào khác anh đành chấp nhận. Nhưng khi tiến gần chân của Barian, cô ta liền đá bay anh. Hành động của Subaru không phải là trung nghĩa. Anh giống thứ dơ bẩn hơn. Một con chó ỉ lại và một con heo tham tham. Varian thể rằng dù đánh bại giáo phái phù thủy cô cũng sẽ tư diệt phải ủng hộ loài người giúp sinh như anh. Nói rồi cô ra lệnh cho hầu cận, ném thằng ngu làm ta không vui này ra ngoài hoặc giết nó đi cũng được. Bị đổi đi một cách nhục nhã, Subaru thất thần đi trên phố. Anh gặp được ứng viên cho vị trí quốc vương Anastasia Hojin và được cô mời vào một quán nước. Thanh niên như vớ được mùi ngon liền kể lại câu chuyện và mong muốn của mình. Anastasia liền cho anh chữ ký của mình, mang chữ ký này đi có thể thuê được xe rồng. Nhưng cái gì dễ dãi thường nguy hiểm, dưới thân mình nhỏ bé này là bộ óc của một thương nhân và độc vị đỉnh cao. Anastasia đã dụ được Subaru nói ra tin tức ở nhà Ketan, chư ký chính là món quà cho anh. Biết được mục đích thực sự của cô, Subaru tức méo mặt muốn dạy cho cô một bài học. Chú em bình tĩnh. Cả quán này đều là đệ của chị, mày thích giang hồ không để biết đường. Trước khi đi Anastasia còn cho Subaru một lời khuyên, đàm phán phải là sự hiểu biết nhu cầu của đối phương. Việc anh cứ bô bô cái mồm tôi muốn cái này tôi muốn cái kia thì không nên cơm cháo gì đâu. Biết được bộ mặt thật của Vương đâu. Subaru quyết định cùng Gem trở về dinh thự, nếu không chiến đấu được thì anh sẽ mang Emilia và Gem tới nơi khác an toàn hơn. Giữa đường họ gặp một đoàn xe rồng, chúng mánh liền. Subaru đề nghị họ mang tất cả xe rồng hiện có tới lãnh địa do A để chờ tất cả người dân ở đó. Tiền bạc với bọn này không thành vấn đề, những tưởng việc đối đầu trực diện với giao phái phù thủy đã được giải quyết thì tai họa khác lại xuất hiện. Đoàn xe lạc vào sương mù và bị cá voi trắng tấn công, nhìn ánh mắt hiền hòa của nó như cuốn con thế thôi chứ con này quét người như hút bộ chẳng mấy chốc đoàn xe chỉ còn lại xe của Subaru. Gen quyết định sẽ xuống xe chiến đấu với cá voi để tạo điều kiện cho Subaru chạy đi. Tất nhiên là anh chàng không đồng ý. Nếu cô chết thì quay lại có nghĩa lý gì? Nhưng cô ấy đã đánh ngất anh rồi bỏ đi. Khi Subaru tỉnh lại thì đã thấy mình đã gần tới lãnh địa. Anh muốn cứu cô ấy nhưng bị phu xe ngăn lại. Đó là con quái đã giết liên minh hiệp sĩ và cả thánh kiếm đời trước. Anh ta và Subaru đều yếu. Nếu quay lại khác gì tự tử. Nhưng Gem cũng không mạnh cơ mà. Phu xe chỉ đành an ủi Subaru không nên lãng phí cái chết của cô ấy. Nhưng họ đi mãi vẫn chưa đi ra khỏi sương mù phía sau cá voi trắng cũng đuổi tới sát nút subaru nhận ra nó cũng là ma thú nên bị dụ bởi mùi phù thủy của anh chính anh đã dụ nó tới đây và hại chết gem biết được sự thật này người phu xe liền bị sợ hãi lấn át nhân tính đẩy subaru ra khỏi xe ngựa rồi bỏ chạy cú ngã ngựa rất nặng khiến subaru thương tích đầy mình anh vừa khóc vừa dùng hết sức để chạy đi anh sợ cái chết đang đến gần trời ửa sáng subaru cũng đã tới được lãnh địa do a à. lũ trẻ trong làng vẫn còn sống tới gần hỏi thăm thấy mọi chuyện vẫn kịp làm thanh niên mã nguyện ngất đi Subaru được đưa về dinh thự cho giam chăm sóc, xương tứ chi và sườn bị tổn thương nghiêm trọng khiến cô thắc mắc thằng này mới báo ở chỗ nào vì. Nhìn thấy cô Subaru liền dâng lên cảm giác tội lỗi, anh xin lỗi vì không cứu được Gem. Nhưng điều bất ngờ là Giam không còn nhớ Gem là ai nữa, đùa sao cô ấy là em gái ruột của cô mà. Subaru chạy đến phòng của Gem nhưng tất cả đồ đạc đều đã biến mất. Giam cho rằng Subaru đang nằm mơ và khuyên anh nên nghỉ ngơi thêm. Nhưng làm sao anh có thể bỏ qua chuyện này được, anh chạy đến phòng của Emilia và cảnh báo cô nên rời khỏi đây nhưng mặt ẻm ngơ ngác như cái bánh đa nhúng nước không hiểu Subaru nói gì cả. Sự sợ hãi và hoảng loạn của Subaru đã lên đến đỉnh điểm. Emilia chỉ cần nghe lời anh thôi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tương lai chờ đợi cô chỉ có thất bại và một giám thi thể. Đã không thể cứu ai rồi còn không thể tự cứu bản thân. Gương mặt Subaru lúc này vô cùng khổ sở. Gem đã đưa anh tới đây nhưng chẳng còn ai nhớ tới cô ấy nữa, vì Gem anh sẽ nói ra mọi chuyện dù bị móc tim móc phổi. Thực ra tôi có thể trở về từ cái chết, vừa dứt lời nó đã tới khói đen và bàn tay chơi đùa trái tim cậu nhưng lại biến mất như chưa có gì xảy ra ngược lại emilia bên cạnh đã bị khoét tim chết tại chỗ đây không phải là điều mà anh muốn subaru đau khổ cầu xin betty hãy giết mình nhưng cô không thể xuống tay nếu muốn chết thì đừng chết trước mắt cô cả hai bị dịch chuyển tới một khu rừng subaru đã hoàn toàn mất đi lý trí ai đó hãy mau giết tôi đi uống ba la cầu được ước thấy luôn nha mày giáo hội phù thủy và con ti từ đâu mò tới hắn rất bất ngờ khi subaru đã giết được con ả bán yêu trước cả mình Quả là một tín đồ được sủng ái, con ti muốn đoạt lấy thi thể của Emily nhưng bị anh ngăn lại. Hắn rất bất ngờ vì có kẻ nhìn thấy bàn tay vô hình của mình, kẻ đó nhất định phải chết. Trước khi ra tay hắn sẽ phá hủy cơ thể của Emilia để nghe tiếng hét của Subaru lần cuối, đột nhiên những tinh thể xanh từ trên trời bắn xuống, là bắt tới trả thù, nhìn thấy một tinh linh nhỏ bé. Con ti rất coi thường cười lớn, nhưng rất nhanh hắn sẽ không còn mồm mà cười nữa. Con ti dùng những bàn tay vô hình bóp chặt lấy bắt nhưng cậu ấy đã biến thành hình dạng quái thú to lớn ban đầu muốn đánh bại ta thì mạnh bằng một nửa Satella rồi nói tiếp. Bọn giáo phái chỉ mấy sinh mấy chục năm trước đã lên mặt tinh tướng với tinh linh ngàn năm là thứ cậu ghét nhất sau khi xử xong bọn phù thủy. Bác liền tỉnh đất sầu Subaru, cậu mắc ba tội lớn, phá bỏ lời hứa với Emilia, ngó lơ mệnh lệnh của cô ấy và anh đã giết cô ấy. Subaru bị đóng băng và vỡ vụn, một lần nữa anh lại quay ngược thời gian. Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Subaru, Jem liền đặt tay vào lên mặt anh hỏi han, anh liền nắm tay cô chạy khỏi khu phố đến nóc của một ngôi nhà cũ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Subaru đã quyết định sẽ cùng Gem bỏ trốn đến phía Tây. Nghe vậy, Gem liền đoán rằng Subaru uốn tới nước khác tìm tòi giúp đỡ cho Emilia nhưng anh lập tức phủ nhận. Mọi người nói đúng không một ai cần anh cả. Loại người như anh cố gắng đến đâu cũng sẽ gây ra cái chết cho người khác. Họ không còn nhiều thời gian nữa. Anh sẽ mua một ngôi nhà nhỏ và sống hạnh phúc cùng Gem. Dù vất vả đến đâu thì chỉ cần thấy nụ cười của Gem mừng anh về nhà thì sẽ ổn hết. Subaru chia tay ra cầu xin Gem hãy chọn mình. Nhưng cô ấy đã từ chối. Mặc dù Gem đã tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp đấy. Khi hai người tới đất nước khác, Subaru sẽ tìm kiếm công việc và mua nhà còn cô sẽ là bà nội trợ tài giỏi. Khi thu nhập ổn định họ sẽ có con, chắc chắn chúng sẽ rất đáng yêu và nghịch ngợm. Cuộc sống cứ thế hạnh phúc đến khi cả hai già đi. Nếu có thể em muốn là người ra đi trước, nằm trên giường xung quanh có Subaru và các con và nhắm mắt thanh thản, nhưng cô biết rằng nếu bỏ trốn Subaru sẽ là người hối hận. Cô biết anh là người không bỏ cuộc dễ dàng. Nghe vậy Subaru tức giận phủ nhận, anh chính là một kẻ vô dụng trống rỗng, cô thì biết gì về anh mà ngạo mạn. Subaru thậm chí cũng rất ghét chính mình nhưng Gem thì biết rất nhiều ưu điểm của Subaru. Anh luôn quan tâm đến người khác, cô thích anh lúc đi bộ luôn quay lại so xem cô có đuổi kịp không. Trái tim cô đã chết trong đêm tối rực lửa ấy nhờ có Subaru mà nó đã ấm áp trở lại. Những lời động viên của Gem dần dần đã cảm hóa được anh, cô không biết anh đã trải qua chuyện đau khổ gì. Ít nhất thì cô ấy luôn tin Subaru là người tuyệt vời và cố gắng hết mình và em yêu anh Subaru. Ôi cô gái này làm tôi khóc mất nhưng xem thằng nam chính trả lời như nào này. Tôi yêu Emilia và muốn thấy nụ cười của cô ấy dù bị cô ấy vứt bỏ anh cũng sẽ cứu cổ và mọi người. Đây là lời từ chối đối với cô gái đã liều cả mạng sống để cứu mình hết lần này đến lần khác đấy à. Tuy bị từ chối nhưng Zem vẫn luôn ủng hộ Subaru và giúp đỡ AMH ấy cứu người mình yêu. Subaru lại tới dinh thự kết nhờ giúp đỡ, nhưng lần này anh đã có chuẩn bị từ lời khuyên lần trước của Anastasia. Để cuộc đàm phán cân bằng lợi ích cho hai bên, kết sẽ giúp Emilia và nhận một phần lãnh thổ do A cùng mỏ đá quý. Đặc biệt anh sẽ cho cô biết vị trí mà cá voi trắng sẽ xuất hiện. Nghe thấy cái tên này quản gia Juhen liền trở nên kích động. Subaru giải thích sơ dĩ, anh biết được Kết muốn tiêu diệt cá voi trắng vì những xe rồng ra vào dinh thự đều sâu rô vũ khí và đồ phòng hộ. Kết khá hài lòng với lời đề nghị này. Đặc biệt đặc ân thấu thị của cô cho thấy Subaru không nói dối. Đúng lúc này, Anastasia đi vào phòng họp. Là Gen đã mời cô ấy đến. Cá voi trắng đối với thương nhân mà nói chính là vấn đề sinh tử. Cô cũng sẽ tham gia cuộc chiến lần này. Cuộc đàm phán lần này quá suôn sẻ khiến Subaru thở phào. Quản gia Juhem cũng rất biết ơn anh. Ông muốn giới thiệu lại mình là Juhem Van Ateza, phu nhân của ông cũng chính là thánh kiếm đời trước the xe avan atteza subaru đã cho ông cơ hội trả thù cho vợ mình tối mai cá voi trắng sẽ xuất hiện gần cây google theo thông tin của subaru nên tất cả binh lính đều gấp rút chuẩn bị thấy anh lo lắng felix liền chỉ cho anh biểu cảm vui vẻ của binh lính không một ai than phiền cả tiêu diệt cá voi trắng là mong ước của họ đó cũng là mong ước của ông Juhem. Ông ấy đã dùng cả đời để đuổi theo cá voi trắng từ khi vợ ông ấy bị nó giết. Subaru rất ngạc nhiên khi ngay cả kết cũng trực tiếp ra trận. Cô ấy không phải là một lãnh đạo chỉ ở nhà chỉ huy nhỉ đặc biệt trận chiến này còn có sự góp mặt của nhiều cựu binh cao tuổi xét về mặt kinh nghiệm và sức mạnh không thua bất kỳ kỳ sĩ vương đô nào tất cả mọi người đều mang mối thù với cá voi trắng trước tất cả mọi người kết tần tuyên bố hôm nay sẽ là ngày kết thúc của cá voi trắng sau 400 năm nó được sinh ra bởi satella sau nửa ngày hành quân họ đã đến câu Google phục sẵn kế hoạch lần này của subaru chính là sử dụng bản thân làm mồi nhử đằng trước quân đoàn phía sau sẽ tấn công ở đằng sau anh cũng đã hẹn trung báo thời gian cá voi trắng xuất hiện trước trận chiến subaru tới gặp ông juhem để nói kế hoạch của mình Zem mới nhìn vào đôi mắt của ông ấy liền có thể cảm nhận ông yêu vợ mình đến nhường nào, dù hem cũng thừa nhận mình yêu cô ấy hơn bất cứ ai, vợ ông là một người yêu hoa nhưng lại được kiếm dùng ái hơn bất cứ ai, nên ông đã quyết định cướp đi thanh kiếm của cô ấy và bảo vệ cổ dưới lưỡi kiếm của mình. Với sự trợ giúp của Subaru, ông tin rằng mình có thể giết được hung thủ đã cướp đi tình yêu của mình, sắp đến giờ. Tất cả mọi người đều cảnh giác, mọi thứ đầu chìm trong câm lặng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là cá voi trắng tới rồi. Trong lúc mọi người đang hoang mang thì Subaru và Gem đã chạy về phía trước làm mồi kết từng liền ra lệnh toàn quân đuổi theo tên ngốc phía trước đạn xô bóng đêm được bắn lên bầu trời chiếu sáng cả một vùng bấy giờ mọi người mới thấy được diện mạo của con mặt lờ này subaru cũng phải ngạc nhiên vì độ to và xấu của nó thấy subaru cá voi trắng liền lùa theo như con chó nhà hàng xóm ngay lúc nó há miệng định nuốt chửng gem và subaru thì kết ở phía sau đã dùng thanh kiếm gió chém vào mắt con cá đó là thanh kiếm giết vạn địch rất nổi tiếng của cô ấy súng điện lôi cũng liên lục tấn công đã thành công chọc giận cá voi trắng toàn quân liền tản ra theo đội hình duy chỉ có ông du hem sông lên trực diện đây chính là khoảnh khắc ông luôn chờ đợi quả không hồ danh là kiếm sĩ mạnh nhất ông đâm mạnh vào đầu con cá rồi chém nát từ đầu tới đuôi nó cá voi trắng la lên như chọc tiết gà các chiến binh nhân thú của đoàn thương nhân hồ Duy nhân cơ hội sông lên mỗi người tặng cho nó một nhát cá voi trắng bị hội đồng suốt một tiếng rồi bị kết thúc bằng hỏa ma pháp subaru mừng rỡ vì đã tiêu diệt được nó nhưng con mặt lờ vẫn còn thản nhiên chán gen giải thích đó là do bộ lông dày kháng ma lực của cá voi trắng mọi người trong quân đoàn cũng lường trước được tình huống này màn dạo đầu họ chỉ muốn kiểm tra sức chịu đựng của cá voi trắng hiệp hai họ sẽ dốc hết sức làm giảm thể lực của nó ông du hem điên cuồng đâm chém con cá không biết mệt mỏi lòng thù hận chính là sức mạnh ông ấy đã khoét mắt con quái vật khiến nó la lên đau đớn đột nhiên mắt còn lại của cá voi trắng chuyển thành màu đỏ những lỗ hồng trên cơ thể nó mở ra phóng thích sương mù đàn xô bóng đêm bị mất tác dụng kết tình hạ lệnh cho binh lính rút lui trong màn xương vô số người đã bị giết quân số bị giảm đi đáng kể nhưng họ không thể xác định danh tính họ những người bị tấn công bởi sương mù cá voi đều sẽ bị lãng quên giống như xem lúc trước vậy hơn nữa tiếng kêu tần số cao của nó còn khiến người khác thần trí điên đảo nhiều binh lính không kiểm soát được mà tổn thương bản thân nếu bây giờ cá voi trắng tấn công họ sẽ bị giết hết mất subaru đề nghị felix chữa trị cho họ còn mình sẽ dụ nó cách xa binh đoàn cậu cùng Zem chạy thật nhanh về phía trước nhưng con há đã ở đằng trước há mùm chờ sẵn Zem liền dùng phép tạo ra khối băng ghim mõm con mặt lờ lại những người tinh nhuệ nhất gồm có ông Juhem, hai đứa trẻ thú nhân và anh chó nâu thương đoàn hồ Jin đã đuổi đến yểm trợ họ lại hành con cá một trận cá voi trắng nhưng mình hất văng ông Juhem. Trước khi rơi xuống, ông còn chém một nhát cuối đứt một mang của nó. Đoàn người lại tiếp tục chạy trong sương mù. Mọi thứ thật im lặng. Họ không biết khi nào con mặt lờ kia sẽ tấn công. Thì từ trên trời cá voi trắng lao xuống trước mặt ông duhem. Giây phút sinh tử ấy, ông đã nhớ lại hình ảnh của vợ mình. Cô ấy có mái tóc đỏ, xinh đẹp. Mỗi ngày hai người đều hẹn nhau ở khu phế tích. Duhem lúc đó luôn muốn trở thành hiệp sĩ để bảo vệ người khác và cả xe nữa. Nhưng trong trận chiến với người khổng lồ, ông đã biết người mình yêu chính là Thánh Kiếm. Duhem rất tức giận khi bị cô lừa dối. Ông cũng biết cô không hề thích kiếm chút nào nên đã thể rằng một ngày nào đó mình sẽ đặt lấy thanh kiếm trong tay Thezesia. Hồi tưởng kết thúc cũng là lúc ông bị cá voi trắng nuốt vào bụng. Cá voi trắng lại nhào đến phía của Subaru. Trưởng đoàn sói nâu liền đẩy anh ra hứng chọn đòn đánh. Một loạt các cái chết của những người mạnh nhất khiến Subaru sợ hãi. Trên bầu trời lại xuất hiện thêm hai con cá voi trắng nữa. Con này chắc là đẻ ra ở làng lá nên biết phân thân chi thuật. Có tận ba con cá voi trắng khiến binh lính mất hết nhuệ khí. Chúng ta chết hết là cái chắc. Nhưng Zem và Subaru vẫn tiến lên chiến đấu với nó như đây chưa đủ tuyệt vọng với anh đâu anh sẽ không từ bỏ và mọi người cũng phải thế gen đã vào trạng thái quỷ combat với cá voi trắng trong lúc đó Subaru thuyết phục đồng chí rồng đất co giò mà chạy chúng bom sương mù là gặp ông bà ngay kết tần chỉ ra điểm bất thường có tận ba con cá voi trắng mà suốt mấy trăm năm không một ai biết sao đây có thể là thủ đoạn của nó bị tấn công dồn dập khiến Subaru không tài nào nghĩ ra thủ đoạn của nó là gì lúc này hai bé tộc nhân thu đánh tới trông nhỏ mà cừ lắm em tôi họ thông báo đoàn trưởng sói nâu vẫn an toàn cho Subaru và lời nhắn kỳ lạ của ông ấy. Từ vết thương trên cơ thể cá voi trắng, ông Zulem chui ra một cách ngoạn mục. Sức chiến của ông ấy thật bền bỉ. Đột nhiên Subaru lóe lên một ý nghĩ, anh nói cho kết từng phát hiện của mình. Có hai cá voi trắng là phân thân còn con thật chính là con bay cao nhất kia. Nó bị mù một mắt do ông Zulem đã khuét đi. Hai phân thân yếu hơn hẳn vì nhìn cách xem chiến đấu với nó là biết. Subaru nói cho kết từng kế hoạch của mình và được cô chấp thuận. Trước hết cô phải sốc lại tinh thần cho binh đoàn đã. Cô chỉ vào Subaru nói rằng đó là một người đàn ông yếu đuối không có vũ khí và phép thuật. Ngay cả một kẻ yếu còn chưa bỏ cuộc thì chúng ta không thể quỳ gối. Ngay lập tức binh lính đã lấy lại tinh thần. Họ sẽ chăm sóc hai con phân thân trong khi Subaru dụ cá voi trắng thật tới chỗ cây Google. Gem phóng Subaru lên lưng con cá. Đứng cự ly gần mới thấy mày tổm thật. Vì mày mà Gem chết tao tổn thương lắm đó. Sức câu anh liền nhảy xuống. Mùi phù thủy nồng nặc dụ cá voi trắng lao xuống theo Subaru. Ở bên dưới Gem dùng khố băng khổng lồ ném vào hàm nó không trượt phát lào rồi đỡ Subaru sướng nhất ông cháu ngã và nệm gì êm thế ngay lúc cá voi trắng tiếp đất kết tần ra lệnh pháp sư làm đổ cây google cá voi trắng bị cây khổng lòi đè lòi ruột ông du hem đến trước mặt cá voi trắng đòn kết liễu này chính là cho vợ của ta ngày hôm đó tại cung điện du lem đã thắng the -Gesia. cô ấy hỏi ông có thích hoa không câu trả lời là có nhưng em mới là người ta thích nhất the cuối cùng anh đã trả thù được cho em rồi tất cả mọi người đều gieo hò mừng chiến thắng cơn ác mộng kéo dài 400 năm đã chính thức kết thúc kết tần bày tỏ sự biết ơn đến subaru anh chính là công thần lớn nhất trong trận chiến này. Ân nghĩa này cô sẽ nhớ mãi cho dù họ có phải chiến đấu giành ngai vàng sau này. Kitten cho phép Subaru mang theo Felix và 20 người không bị thương đi tiêu diệt giáo phái phù thủy. Hơn nữa ông Juhem cũng tình nguyện giúp sức cho anh, trong khi đó Gen đã bị thương khá nặng. Felix đề nghị cô nên ở lại để giữ thương, nhưng cô ấy không thể nào để Subaru đi vào nguy hiểm một mình. Thấy vậy Subaru liền khuyên Gem ở lại, cô đã cứu anh rất nhiều lần rồi. Tôi là anh hùng của Gem vậy nên mọi vấn đề sẽ được giải quyết êm đẹp thôi. Thôi ông im mẹ mồm đi mới từ chối con nhà người ta hôm kia bây giờ thả thính cái gì. Bên đoàn trưởng chó nâu cũng quyết định tiếp viện cho Subaru, quân lính của họ cũng sắp tới rồi. Nhưng không ngờ dự lý ớt cũng có trong tiểu đội đó. Subaru còn cây thanh niên này bón hành cho mình nên mặt khó chịu hẳn. Dự lý ớt chủ động hỏi thăm Subaru tình trạng vết thương. Thằng cu nụt quá liền vinh mặt nói mấy vết thương quèn liếm tí nước bọt là xong, còn hơn ai đó phải viết bản kiểm điểm. Ơ ờ nhưng mà tao đang hỏi thăm vết thương mày sau trận chiến với cá voi trắng mà. Sau một hồi nói chuyện cả hai cũng đã làm hòa. Tất cả mọi người tập trung thành vòng tròn nghe Subaru phổ biến về kế hoạch giáo phái phù thủy sẽ xuất hiện ở khu rừng lãnh thổ Doa. Họ sẽ đến đó và giết chúng trước khi chúng hành động. Anh cũng đã nhờ Anastasia mang xe rồng tới đón tất cả người dân đến nơi tị nạn. Lần này Subaru đã chuẩn bị rất cẩn thận để đối phó với vận mệnh phía trước. Subaru đi vào rừng dùng mùi phù thủy để dụ mấy thằng giáo phái tép diêu dẫn mình đến gặp tín đồ lười biến con Lâu rồi không gặp thằng này vẫn tởm như ngày nào. Hắn rất vui khi thấy một người có mùi sùng ái nồng nặc như vậy. Ngươi là ngạo mạn ư? hắn liền hỏi subaru phúc âm của anh đâu nhưng thanh niên có biết phúc âm là cái điếu gì đâu con ti liền làm ra vẻ mặt nghi ngờ hắn lời phúc âm là một cuốn sách ra cho anh xem thử thấy vậy subaru liền nói bừa rằng mình đã đem nó làm giấy kê nồi rồi nhưng nước đi này ngu quá con ti rất tức giận dùng bàn tay vô hình tấn công subaru anh lập tức tránh được khiến hắn hoảng hốt có gì đâu bố mày thấy rõ như soi kính hiển vi nhé kéo dài thời gian như đây là đủ rồi lúc này chị em nhân thú mỹ mi xông lên làm sập căn cứ giáo phái phù thủy con ty bị chọc tức đến vào đầu bứt tai mắt còn chảy ra máu ghê quá. Hắn muốn làm một trận quyết đấu với Subaru xem ai mới là người được dùng ái hơn. Xin lỗi nhà đối thủ của người ta đã chuẩn bị trước rồi. Rất lời ông Juhem từ phía sau chém một nhát đứt đôi người con Ty. Hai nhóc con bắt đầu lùng sục thi thể xem có trôn được gì không làm Subaru hết hồn. Mỹ Mi rút từ túi áo con Ty ra một cuốn sách. Đó là phúc âm hắn từng nói. Nghe thấy từ phúc âm cô bé liền né nó đi. Kiểu này phải về rửa xà phong lai boy cho sạch mới được. Phúc âm chính là giáo điển của phù thủy. Ai đọc được nó là người có tiềm năng gia nhập giáo phái phù thủy. Trước khi đi, Subaru còn ngó lại xem thằng này đã chết thật chưa. Trong phim thường có tình tiết nhân vật phản diện sống lại rủi theo nhân vật chính. Mỹ Mi liền nói nếu lo lắng thì làm dứt khoát đi. Như thế này nè, tan sắc luôn. Mày là con nít mà ác dữ. Các tiểu đội khác cũng đã xử lý được một số ngón tay khác. Cứ như vậy họ sẽ tiêu diệt cả 10 ngón tay phù thủy. Đột nhiên Subaru thấy lạnh gáy, là bàn tay vô hình. Anh ra lệnh tất cả nằm xuống nhưng một số người vẫn không thoát được. Một bàn tay khác túm lấy chân Subaru kéo vào rừng trước sự hoang mang của mọi người. Kẻ bắt cậu là một phù thủy hắn tự xưng là bản sao của con ty, tức là có rất nhiều tín đồ lười biến khác tồn tại. Thanh niên suýt nữa thì bị xiết thành bánh tét thì một tinh linh đỏ đã tới cứu anh, theo sau là chị em nhà Mỹ Mi. Tên tóc đỏ tức giận muốn dùng bàn tay vô hình bóp chết hai đứa nhỏ thì ông Juhem đã dùng kiếm chặt đứt tay hắn, thêm hai nhát nữa vào ngực tiễn thằng cu về đất mẹ. Này thì phù thủy xả lờ. Subaru trở về nhìn những người đã chết thảm liền tự trách bản thân, anh đã mang họ tới đây. Thấy vậy, ông Lem liền nói một câu làm anh tỉnh ngộ, nếu hồi tiếc thì hãy chiến đấu bằng tất cả những gì mình có cho đến khi thành thi thể thì thôi. Thế là họ tiếp tục đến lãnh địa do A đón người dân và Emilia, nếu họ an toàn thì quân đoàn có thể tập trung chiến đấu với giáo phái phù thủy. Đột nhiên một làn khói xanh bao vây Subaru, giam từ trên đỉnh núi nhìn xuống với biểu cảm khó hiểu, đây chính là ma thuật ảo ảnh. Đột nhiên bông hoa bên đường mọc ra dây leo siết chặt tay và cổ Subaru, anh cố gào lên nhòe giúp đỡ nhưng tất cả mọi người đều bất động. Lúc này tinh linh nhỏ lúc trước lại xuất hiện đốt cháy bông hoa kia, Subaru thoát khỏi ảo ảnh và thấy dự ly ớt ở trước mặt. Những người khác vẫn con mắc kẹt trong ảo ảnh, anh sẽ dùng tinh linh của mình cứu họ. Thì ra tinh linh đỏ chính là tinh linh của dự lý ớt phái đi âm thầm bảo vệ Subaru. Đột nhiên Giam từ đâu lao tới kéo Subaru đi nhưng liền bị ông Juhen chặn lại. Giam chửi Subaru là đồ ăn cháo đá bát. Ăn nhiều của ngài do ai như vậy mà lại đi phụng sự chủ nhân khác. Subaru liền hoang mang, hiểu lầm như vậy là chết con người ta rồi. Chẳng phải anh đã viết thư giải thích mọi chuyện rồi sao? Nhưng hóa ra đã có kẻ đánh cắp bức thư và gửi về dinh thự một bức thư trắng. Ở đây thư trắng nghĩa là thư khiêu chiến. Sau một hồi giải thích tất cả mồm cuối cùng Giam cũng đã biết Subaru không phản bội, cả bọn cùng tới ngôi làng để sơ tán người dân. Để chấn ăn họ, Subaru bịa ra một cái cớ ma thú trong rừng đang chuẩn bị tới đây. Anh đã mời những người anh em thiện lành tới chiến đấu với chúng nên hy vọng họ có thể di cư một thời gian. Nhưng dân làng đều đã biết chuyện giáo phái phù thủy sắp kéo đến đây. Tất cả là do chủ nhân của nơi này đã ủng hộ ả bán tinh tóc trắng kia. Subaru muốn biện minh nhưng đã cứng họng. Đứa trẻ con cũng biết bán tinh linh sẽ dẫn dụ phù thủy. Lúc này Giam Điền nói rằng ngài do A đã ra lệnh tất cả phải di chuyển đến nơi tị nạn họ mới chịu đi. Lo xong phần dân làng, Subaru chuẩn bị tới dinh thự để đón Emilia và Betty. Anh muốn giữ ớt đi cùng để thể hiện mình đã giải quyết mọi rắc rối ở vương đô, cả Felix nữa. Nếu có người nhà kết tần đi cùng thì chứng cứ mới xác thực. Đột nhiên một người đàn ông hùng hổ đi về phía họ. Gã nghi ngờ hai đứa này trôn đồ của mình trên xe. Subaru đang định giải thích thì Felix đã làm hắn tê liệt. Gã này chính là một thành viên của giáo phái phù thủy trà trộn và đoàn thương nhân. Cậu đã để ý hắn cả hôm nay rồi hai người tra hỏi người đàn ông về kế hoạch của giáo phái, nhưng hắn chỉ nghe hàm răng trắng như diễn viên quảng cáo côn gát rồi tự phát nổ. Khi Subaru tỉnh lại ngôi làng đã thành một bãi chiến trường, may là giam đã kịp thời đưa những người bị thương và người dân tới nơi tị nạn. Lũ giáo phái đã trốn vào hàng hóa để vào làng, thủ đoạn thật bẩn thỉu, nhưng đây cũng là cơ hội để họ tiêu diệt những bản sao của con ty. Thằng già bản sao này trông gớm quá, trẻ không chơi già đủ đường tham gia cái hội tầm bệnh này, lão bị ông Du làm gỏi nhẹ nhàng, nhưng trước khi chết hắn cũng tự hủy để làm ông ấy bị thương, còn một tên bản sao cuối Subaru quyết định dụ hắn vào rừng vì anh biết rằng mùi phù thủy sẽ dụ dỗ ma thú, giờ thì làm món nhậu cho lũ chó đi thẳng mặt lờ. Ở trong làng Emilia cũng đã xuất hiện để cứu trợ, cũng ngầu lói đấy nhưng đến hơi muộn. Mọi chuyện đã kết thúc trong thắng lợi của phe đồng minh. Felix Deajes aiser Subaru về phía Emilia nhưng anh lại chạy đi với vẻ mặt kỳ lạ. Felix và dự lý ớt liền đuổi theo. Lúc này Subaru không còn là Subaru mà họ biết nữa. Anh đã bị con ti nhập vào cơ thể, một cuộc chiến nội tâm diễn ra kịch liệt trong cơ thể Subaru nhân lúc đang còn một chút tỉnh táo, anh cầu xin dự ly ớt hãy giết mình. Vì đại cục nên anh ấy cũng buộc phải xuống tay, Subaru lại sống lại một lần nữa. Anh trở lại khoảng thời gian bàn kế hoạch với mọi người sau khi đánh bại cá voi trắng, lập trình cũng có tâm phết. Cho về hàng táo nữa là xong đời, anh hỏi mọi người về loại ma thuật có thể nhập vào cơ thể người khác. Thanh niên dự ly ớt quả là học sinh giỏi hỏi đâu biết đấy, đó là cấm thuật chỉ sử dụng trong giáo phái phù thủy. Tổng giám mục có thể duy trì sự sống bằng các cơ thể dự phòng, có nghĩa là nếu chúng ta tiêu diệt hết các bản sao hắn sẽ không thể sử dụng chiêu này. Kế hoạch lần này đã được chuẩn bị tốt hết mức có thể. Bước đầu tiên ông Zulem được cử đi tới dinh thự do A để thông báo bức thư trắng là giả. Kết muốn Emilia và dân làng di tản đến vương đô để tránh sự tấn công của giáo phái phù thủy. Emilia không ngờ kết lại tốt bụng như vậy. Sau khi đưa cô và dân làng tới nơi an toàn, Subaru cũng bắt đầu tóm tên gián điệp và đồng bọn của hắn. Trong khi đó đoàn trưởng chó nâu và lính Hojin đã tìm ra căn cứ của giáo phái phù thủy và giết hết bọn dâu ria. Giờ thì chỉ còn thằng khốn con tin nữa thôi. Hello ngạc nhiên chưa? Em đến để xin việc đây anh con ty mong anh cho em vào công ty phù thủy. Thấy Subaru chủ động mò tới xin việc khiến con ty xúc động rất nước mắt. Đang ôm nhau thám thiết thì bất ngờ Subaru trở mặt kêu con rồng húc lòi ruột thằng xấu trai đó cho chị. Bị ăn cú lửa cay vãi khiến con ty tức giận đuổi giết Subaru. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Chị em Mỹ Mi tới tức viện. Nhìn kiểu bay ôm gối của con ty làm tụi nhỏ sơ vãi. Đây là lần đầu tiên trong đời thấy kiểu bay tởm như vậy luôn. Subaru dụ hắn tới vách đá nơi thanh niên dự ớt đã đợi ở đây từ chiều. Anh là kiếm sĩ tinh linh khắc tinh của ma thuật hắc ám nên bón hành cho con ty không trượt phát nào. Cuối cùng hắn bị anh đâm cho một nhát xuyên tim chết quắc. Tổng giám mục con ty còn muốn sử dụng chiêu cuối, đoạt xác Subaru. Nhưng lần này anh đã có kinh nghiệm với chiêu của lờ này. Anh nói rằng mình có thể quay về cái chết để cánh tay đó xuất hiện. Có một cô gái trong cơ thể Subaru nhìn thấy con ty nên đã cho hắn ních sang thế giới bên kia luôn. Lúc này mọi người nhận được thông báo đám ma thạch đã bị lấy trộm. Chỉ một viên thôi cũng có thể thổi bay cả ngôi làng. Subaru nhớ lại cảnh xe rồng phát nổ lúc trước. Chẳng có nhẽ số đá ăn cắp được giấu dưới gầm xe anh lập tức đuổi theo đoàn xe bằng tốc độ bàn thờ. Trên đường thanh niên lái xe phóng lao hết ổ gà ổ chó làm hai thằng tí thì đang rất, có gì cũng phải để ý mạng sống chứ mày. Subaru quay lại đằng sau thì thấy một bóng đen đuổi theo mình, thì ra là thằng mặt lờ con ti. Bố lại mày sao mày sống dai thế? Anh dùng những bình dầu trọi chết mẹ thằng con rồi tặng cho hắn một mồi lửa. Nhưng hắn vẫn trâu bò đuổi theo, thế là Subaru liền ném cuốn thánh âm làm mồi sau đó đấm vỡ móm thằng cha ra khỏi xe ngựa. Đoàn xe của Emilia đã ở trước mặt, anh nhảy lên xe cô ấy như một vị thần quả nhiên số đá phát nổ được gài dưới sàn xe anh rất dũng cảm mang hết số đá rồi cưỡi rồng chạy tới nơi vắng người rồi ném nó đi vụ nổ rất lớn chấn động cả một vùng nhờ có ông bà tổ tiên gánh còng lưng mà thanh niên vẫn còn sống và gối đùi lên người đẹp cả hai bắt đầu thoại của một bộ phim ngôn lù sự dũng cảm của subaru đã cứu được mọi người và trở thành anh hùng trong lòng họ Ladies and gentlemen, please welcome DJ <laughs> Death next is gonna be a flame.